Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ. Tập 10. Chương 91, Thiên Khuyết Thi Y. Phốc, một tiếng, đầu ngón tay nữ tử áo hồng hơi run lên, một chùm tơ máu từ đó bắn ra, nhoáng lên một cái. Lại phù phù một tiếng hóa thành một con hỏa mãng đỏ rực, dài tận 4-5 trượng, miệng ngoác ra thật lớn, đớp một miếng vào cái kén màu vàng. Trong chốc lát, ánh sáng màu đỏ chói mắt hiện lên phía trước đoạn tàn tổ, hỏa mãng mạnh mẽ phá tan cái kén màu vàng do vô số băng vải tạo thành, đâm thẳng vào ngực y, một tiếng động thật lớn vang lên. Hỏa mãng bỗng nhiên nổ tung ra, hóa thành cột lửa cuốn đoạn tàn tổ vào trong rồi phóng lên trời. Cùng lúc đó, hai cái phi xoa đang bay xung quanh cũng lóe lên rồi phi tới, đâm mạnh vào đoạn tàn tổ trên không trung, làm cho y hoàn toàn bị cột lửa đỏ thẫm bao trọn. Lúc này, từ trong màn sáng phả ra khí nóng cuồn cuộn, thậm chí ngay cả những đệ tử xem thi đấu bên ngoài màn sáng cũng có thể cảm ứng được một chút. Mắt tất cả đều mở to hết cỡ, ngay cả mí mắt cũng không nháy lấy một cái. Cột lửa lóe lên rồi biến mất, đoạn tàn tổ ngã phịch một tiếng nặng nề xuống lôi đài. Tất cả mọi người tập trung nhìn kỹ, không kìm được mà đều hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ thấy lúc này đoạn tàn tổ bị cháy đen thui từ đầu đến chân, dường như toàn thân đã biến thành một đống than cốc vậy. Hừ, ngươi bắt ta phải sử dụng bí thuật hỏa mãng, cũng coi như không tệ, nhưng muốn thay thế vị trí của ta thì vẫn còn chưa đủ đâu. Lúc này nữ tử áo hồng mới hạ cánh tay xuống, chậm rãi nói. Lúc này hai bên má nàng ta hiện lên một chút đỏ hồng lạ thường, nhưng càng như vậy lại càng tăng thêm vài phần xinh đẹp. Hiển nhiên một kích vừa rồi, nàng này cũng mất không ít sức lực. Phải không vậy? Thế nhưng sau khi kiến thức một kích này của sư tỷ, ta lại thấy tin tưởng vào khả năng thay thế sư tỷ thêm vài phần. Ngay lúc nữ tử áo hồng còn đang kinh ngạc vì vị linh sư mặc cẩm bào bên ngoài màn sáng còn chưa tuyên bố kết quả trận chiến này, đống đen gì nằm phía xa xa kia lại phát ra lời nói trầm thấp. Tiếp theo lại thật quá sức tưởng tượng của mọi người, thân hình cháy đen đáng lẽ phải trọng thương tới hôn mê lại từ từ đứng dậy, tay chân vung vẩy một hồi. Tầng tầng màu đen trên người thi nhau chóc ra như da chết, bên trong lập tức lộ ra từng tầng băng vải mới tinh màu vàng nhạt. Chi chít chằng chịt, bó chặt toàn bộ cơ thể mưa gió không lọt, chỉ lộ ra từ cổ trở lên. Một màn này khiến cho tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Quả nhiên đúng là Thiên Khuyết Thi Y được xưng bí thuật tu luyện khó khăn nhất, hơn nữa hẳn là đã tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Hạc hạc, xem ra lần này phi sư muội phải thất bại rồi. Nam tử áo lục tên Phong Thiền đang ngồi ngay ngắn dưới lá cờ thứ hai nhìn thấy cảnh này bèn vỗ tay cười cười. Mà phi sư muội trong miệng gã lúc này thật sự kinh hãi, trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng sau khi cắn răng một cái lại lạnh, lùng nói một câu, ta không tin lần sau ngươi còn có thể vô sự như vậy. Sau đó lại tiếp tục giơ cánh tay lên lần nữa, vận sức cho đầu ngón tay đỏ lên rồi điểm về phía đối diện. Nhưng lúc này, động tác của đoạn tàn tổ vốn đang chậm rãi, bỗng nhiên hai tay cực nhanh nhấc lên, bàn tay xòe ra nhẹ nhàng vỗ về phía đối diện. Tiếng xe gió bỗng nhiên nổi lên, phải tới hàng trăm băng vải thoáng một phát rậm rạp chằng chịt từ trong tay y bắn ra. Sau khi điên cuồng vũ động một hồi liền biến thành tầng tầng lưới màu vàng, chụp xuống nữ tử áo hồng phía đối diện, dường như vô cùng vô tận. Nàng này thấy một màn như vậy, sắc mặt tái nhợt, không nói hai lời đầu ngón tay khẽ run lên, tơ máu lóe lên hiện ra. Lại một con hỏa mãng gào thét xông ra, nhưng sau khi nó liên tiếp xuyên thủng mấy tầng lưới đã kêu to một tiếng rồi tán loạn biến mất. Còn hai cái phi xoa biến thành hai luồng lửa cháy hừng hực sau khi bị tầng tầng lưới cuốn vào trong. Chỉ trong nháy mắt ngọn lửa đã tắt lụi hầu như không còn, từ xa trông như hai con cá bị mắc lưới không cách nào vùng vẫy được. Tiếp đó, mặc dù nữ tử áo hồng không cam lòng ra sức chạy trốn trên lôi đài, hơn nữa còn liên tục bắn ra từng quả cầu lửa nhanh chóng công kích những dải băng kia, nhưng gần như không có chút hiệu quả nào. Chỉ giây lát sau, hầu như khắp lôi đài đều được phủ lên những dải băng màu vàng, cuối cùng nàng ta cũng không tránh được nữa, bị trói gô lại ngã sấp xuống đất, không tài nào nhúc nhích được. Ta nhận thua, mau thả ta ra. Nữ tử áo hồng nằm trên mặt đất, khuôn mặt đỏ bừng, chỉ có thể bất đắc dĩ lên tiếng nhận thua. Nghe được lời đó, vị linh sư mặc cẩm bào bay thật nhanh xuống, màn hào quang tản đi, đồng thời tuyên bố đoạn tàn tổ đã chiến thắng. Đoạn tàn tổ mỉm cười, lúc này thu hết các giải băng lại, khẽ khom người thi lễ với vị linh sư mặc cẩm bào, rồi nghênh ngang sải bước tới vị trí lá cờ thứ 6.
Mà nữ tử áo hồng vừa đứng lên, hung hăng trợn mắt nhìn Đoạn Tàn Tổ rồi mới nhảy xuống lôi đài. Mặc dù nàng này đã mất đi vị trí thứ 6, nhưng đồng thời đã lấy được quyền lợi khiêu chiến những người khác. Tuy nhiên hiện tại tâm tình nàng này đang rất kích động, pháp lực hao tổn rất lớn, chỉ cần đầu óc không có vấn đề, đương nhiên sẽ không ngay lập tức đi khiêu chiến. Giờ phút này, chúng đệ tử vây quanh lôi đài xem được trận chiến vừa rồi, tức thì xôn xao rối loạn. Một mặt là nhìn thấy thực lực mạnh mẽ của Đoạn Tàn Tổ mà giật mình, một mặt khác cũng khiến cho những đệ tử muốn khiêu chiến có thêm chút dũng khí. Không đợi vị linh sư mặc cẩm bào thả ra đồng hồ cát tính giờ, đã có một đệ tử khác nhảy lên lôi đài, lựa chọn đệ tử hạch tâm bài danh thứ 9. Một lát sau, lại một trận đấu pháp bắt đầu. Cùng lúc đó, trên ngọc đài lơ lửng ở không trung cách đó không xa, trưởng môn Man Quỷ Tông và Khuê Như Tuyền cùng các linh sư khác đều nhìn thấy tất cả tình huống trận chiến vừa rồi. Hoàng sư huynh, chi luyện thi các ngươi vậy mà thực sự có người tu thành bí thuật thiên khuyết thi y này, không phải là ngươi tự mình truyền thụ cho đấy chứ? Trưởng môn Man Quỷ Tông quay sang hỏi một lão giả cao gầy đằng sau lưng. Nếu thực sự là như thế, ta cũng sẽ không giật mình như vậy. Biểu hiện của tiểu tử Đoạn Tàn Tổ kia vài năm nay vẫn luôn thường thường không có gì lạ, ta cũng không biết vậy mà nó vụng trộm tu luyện bí thuật này. Chậc chậc, xem ra lúc đầu ta đã nhìn sai rồi. Vị hoàng sư huynh này một thân áo đen, trên mặt có không ít nếp nhăn, bộ dạng hết sức già nua, giờ phút này mặt mũi cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc trả lời. Thì ra là thế, đứa nhỏ này vẫn giấu kín bí thuật bản thân tu luyện, hiện giờ đột nhiên ra tay, đại khái cũng có ý muốn đột nhiên nổi tiếng. Chúc mừng sư huynh, ngoại trừ Phong Thiền, xem ra trong hàng 10 đại đệ tử lại có thể tăng thêm một người rồi. Một vị trung niên dáng người khôi ngô, cũng cười cười nói, đúng là vị lôi sư thúc Chi Thiên Cơ, cũng là thúc phụ lôi thần. Ừ, tiểu tử Tàn Tổ này dám tu luyện bí thuật thiên khuyết thi y kia, đúng là làm cho ta một niềm vui bất ngờ. Thế nhưng có giữ được vị trí trong 10 đệ tử đứng đầu hay không vẫn là chuyện khó mà nói trước được. Tối thiểu là nếu so với hai đứa Lôi Thần và Già Lam, nó căn bản không thể nào là đối thủ được. Hoàng sư huynh mỉm cười, khiêm tốn trả lời. Hoàng sư huynh nói đùa rồi, hai đứa Già Lam và Lôi Thần tuy rằng tư chất rất khá, nhưng dù sao cũng mới nhập môn. Có thể xếp hạng được trong 10 vị trí đầu hay không vẫn là chuyện khó nói, sao có thể là đối thủ của Đoạn Tàn Tổ. Mặt khác ta nghe nói tới Thạch Xuyên trong Chi Khuê sư huynh, cả năm vừa rồi dường như một mực bế quan không ra. Hơn nữa hai năm trước sư đệ Chu Xích có lấy được một khối Thâm Hải Hàn Quang Thiết, không biết hai chuyện này có quan hệ gì với nhau hay không. Một nam tử nho nhã chừng 30 tuổi, cũng cười cười tiếp lời, đang nói cùng chủ đề đột nhiên chuyển sang chuyện của Khuê Như Tuyền đứng cách đó không xa. Hắn đúng là Sở Kỳ, Sơn Chủ Chi Âm Sát, cũng là linh sư luôn có mâu thuẫn lớn nhất với Khuê Như Tuyền. Chuyện có quan hệ tới Thâm Hải Hàn Quang Thiết, ta cũng chỉ nghe người ta nói sơ qua, vẫn còn chưa chúc mừng Khuê sư đệ đấy. Nghe nói Thiên Nguyệt Tông phái người tìm đến sư đệ muốn mua loại tài liệu này nhưng đã bị từ chối thẳng thừng. Chẳng lẽ sư đệ thật sự có ý định khác sao? Trưởng môn Man Quỷ Tông nghe được chuyện đó, dường như cũng bị khơi gợi lên hứng thú, khuôn mặt tươi cười dò hỏi. Khuê Như Tuyền sau khi nghe xong, tức thì nhướng mày, nhưng vẫn trả lời với thần sắc tự nhiên, ta thì có tính toán gì được, cũng chỉ là lấy tài liệu này chế tạo thành một kiện linh khí hợp tay. Một năm nay Thạch Xuyên vẫn cùng bế quan với chúng ta, cũng là để tập luyện cho quen với kiện linh khí đó mà. Thôi, Khuê Như Tuyền trả lời nửa thật nửa giả, Sở Kỳ nghe xong đương nhiên cũng nửa tin nửa ngờ. Nhưng trưởng môn Man Quỷ Tông lại chúc mừng một tiếng rồi chuyển chủ đề về hai gã đệ tử đang tranh đấu trên lôi đài đầu tiên thay cho chủ đề mọi người đang nghị luận. Giờ phút này, tên đệ tử khiêu chiến kia mặc dù đang thay đổi nhiều loại pháp thuật đẳng cấp cao không tầm thường trên đài, nhưng mỗi khi sắp đến thời điểm hoàn thành then chốt, lại bị đối thủ cho một đạo phong nhận đơn giản làm gián đoạn việc thi pháp. Liên tiếp sau mấy lần như thế, không cần đối thủ tiếp tục công kích, gã đã bị pháp lực trong cơ thể cắn trả mà ngã xuống đất không dậy nổi nữa. Thật sự là ngu xuẩn, không biết pháp thuật đẳng cấp cao thi triển phải tốn thời gian dài sao. Chỉ với chút thuần thục ấy mà đã muốn vận dụng pháp thuật đẳng cấp cao ở trước mặt ta, thật sự là không biết sống chết. Đệ tử hạch tâm thứ 9 là một gã thanh niên mặc áo lam, khuôn mặt cay nghiệt, gã thấy vậy bèn cuồng tiếu một hồi rồi nói. Những người khác ở dưới đài thấy một màn này, cũng có không ít người bật cười rộ lên. Kẻ khiêu chiến này mặc dù tu vi không tầm thường, nhưng đến chuyện này còn không biết, hiển nhiên đã quá tự tin vào bản thân và kinh nghiệm tranh đấu ít ỏi đến thảm thương.
Người khiêu chiến trên đài sau khi được vị linh sư mặc cẩm bào bay xuống tuyên bố thắng bại, mặt đỏ tới tận mang tai lập tức nhảy xuống khỏi lôi đài, nhanh chóng biến mất trong đám người. Kỳ thật hắn có thể đồng thời tu luyện pháp thuật rất cao giai như vậy đã xem như không dễ rồi. Nếu không phải đến tới lôi đài đầu tiên thì không chừng cũng có cơ hội lọt vào danh sách đệ tử hạch tâm đấy. Chỉ có điều là hắn đã chọn sai rồi đối thủ mà thôi, ta nghĩ Bạch sư đệ sẽ không phạm sai lầm như thế đâu nhỉ. Liễu Minh đang nhìn một gã đệ tử vừa nhảy lên lôi đài, khiêu chiến tên thanh niên đầu đội vòng vàng lúc trước, sau lưng bỗng truyền tới một giọng nói lạnh lùng. Sao, Cao sư đệ đang khuyên ta à? Liễu Minh chẳng thấy bất ngờ chút nào, đầu cũng không thèm ngoái lại mà thản nhiên đáp. À, Bạch sư đệ quả nhiên là người thông minh. Tuy nhiên gọi ta như thế là phạm vào môn quy đấy. Chẳng lẽ sư đệ không biết dù cho nhập tông môn cùng lúc đi nữa thì đệ tử địa vị thấp cũng phải gọi đệ tử địa vị cao một tiếng sư huynh hay sao? Người nói sau lưng đúng là Cao Trùng, đứng ngay bên cạnh là Mục Minh Châu và đám người thanh niên đeo vòng trên tay, vợ chồng Thạch Kiên. Trong đó thần sắc Mục Minh Châu nhìn Liễu Minh có chút phức tạp, thanh niên đeo vòng trên tay cười khẩy một cái, vợ chồng Thạch Kiên lại chẳng tỏ vẻ gì cả. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 92, lực lượng lôi điện. Cao sư đệ cảm thấy địa vị của mình cao hơn ta sao? Liễu Minh rút cuộc cũng quay người lại, giống như cười mà không phải cười nói. Chẳng lẽ ta nói sai? À, ta là đệ tử thân truyền của trưởng môn, còn ngươi chỉ là đệ tử nội môn ba linh mạch tầm thường. Có nhìn như thế nào thì địa vị của ta cũng cao hơn Bạch sư đệ rất nhiều à. Cao Trùng mặt không đổi sắc nói. Vậy sao, Bạch mỗ thật đúng là không rõ lắm về chuyện này. Trái lại ta đã nghe người ta nói qua, tất cả đệ tử tham dự thi đấu đại giác trong tông đều có địa vị ngang nhau, không hề có chuyện phân chia cao thấp. Cao sư đệ không phải không biết việc này chứ. Liễu Minh thở dài một hơi, bộ dạng như tiếc rèn sắt không thành thép vậy. Hừ, không ngờ Bạch sư đệ lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Tốt thôi, tí chuyện nhỏ này ta cũng chẳng muốn dây dưa cùng ngươi làm gì. Ta tự mình đến tìm ngươi, chỉ là muốn cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Nếu như hiện giờ ngươi lập tức viết giấy từ hôn, ta cũng có thể coi như tất cả mọi chuyện trước kia chưa từng xảy ra, ngươi vẫn có thể tiêu diêu tự tại trong tông. Còn nếu không, một khi ngươi lên đài thi đấu lần này, cũng đừng vọng tưởng mình có thể đi tiếp. Sắc mặt Cao Trùng thoáng cái lạnh lẽo đi vài phần. Hắc hắc, giấy từ hôn đương nhiên có thể viết. Chỉ cần sư muội Minh Châu khiến cho gia chủ Mục gia chủ động nói ra, ta đây chắc chắn sẽ không có ý kiến gì đâu. Liễu Minh cười hắc hắc trả lời, muốn cha ta chủ động từ hôn, chuyện này không thể xảy ra. Mục Minh Châu biến sắc, nghiến răng nghiến lợi nói, vậy tại hạ không còn cách nào nữa rồi. Mặc dù ta chẳng hứng thú lắm với việc lấy ngươi, nhưng thân là con cháu Bạch gia, ta cũng không thể vi phạm mệnh lệnh của gia chủ được. Liễu Minh nhún vai xòe hai tay, lắc đầu nói, ngươi. Mục Minh Châu trong cơn giận dữ đang định nói tiếp điều gì, Cao Trùng bên cạnh đã khoát tay chặn lại, nhìn chằm chằm Liễu Minh rồi lạnh lùng nói, xem ra ngươi còn ngu xuẩn hơn rất nhiều so với ta nghĩ, ngươi đã quyết định như vậy, ta cũng không cần nói thêm gì nữa. Cho ngươi một lời khuyên, đừng tưởng rằng có thể dọa lui Tư Mã Thiên là đã cảm thấy có khả năng ganh đua cao thấp với ta. Minh Châu, đi thôi. Lát nữa thôi, chỉ cần ta ra tay, sẽ làm cho hắn chính miệng nói ra hai chữ tử hôn. Vừa nói xong lời này, Cao Trùng kéo Mục Minh Châu, dẫn những người khác quay người rời đi. Liễu Minh chỉ yên lặng đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng mấy người, không mở miệng nói một câu nào, trong mắt bỗng xuất hiện thêm một chút lạnh lẽo. Đối với người không biết đã trải qua bao nhiêu lần chém giết sinh tử như hắn, biểu hiện của Cao Trùng mặc dù hoàn toàn khác những năm trước. Nhưng chỉ cần không phải là một linh sư chính thức, chẳng có lý gì hắn phải sợ đối phương cả. Còn nhớ năm đó trên hung đảo, hắn chỉ là một thiếu niên nhưng đã giết không biết bao nhiêu kẻ cùng hung cực ác. Lập được bao nhiêu kỳ tích còn sống trở về trong những trường hoàn cảnh dường như đã nắm chắc cái chết, hắn đã nuôi dưỡng được sự tự tin mạnh mẽ mà người thường không thể nào tưởng tượng được. Nếu Cao Trùng thực sự ra tay với hắn trong lúc thi đấu, hắn đương nhiên sẽ cho đối phương một bài học nhớ đời. Hơn nữa nếu trong lời nói đối phương đã lộ ra một chút sát cơ, hắn cũng chẳng cần lưu thủ làm gì. Nếu trong trận tỉ thí vô cùng kịch liệt, hắn lỡ tay đánh gục hoặc trọng thương đối phương, dường như cũng không phải là một chuyện không thể tha thứ. Trong lòng Liễu Minh thản nhiên nghĩ như vậy,
sau đó xoay người lần nữa quan sát trận đấu kịch liệt trên lôi đài. Trưởng môn sư huynh, Cao Trùng hình như có chút mâu thuẫn với môn hạ của ta, có cần trưởng bối chúng ta ra mặt hòa giải một phen không? Trên ngọc đài giữa không trung, Khuê Như Tuyền thấy Cao Trùng dẫn đầu đám người tiếp xúc với Liễu Minh phía xa xa, sau một chút do dự liền nói một câu với trưởng môn Man Quỷ Tông. À, tên đệ tử kia hình như không phải Tiêu Phong. Nếu như vậy, những đệ tử này tuổi trẻ khí thịnh, có chút mâu thuẫn với nhau cũng là chuyện bình thường, để cho bọn hắn tự giải quyết là được rồi. Những trưởng bối như chúng ta vẫn không nên nhúng tay vào. Trưởng môn Man Quỷ Tông liếc nhìn Liễu Minh xa xa, thản nhiên nói. Hiển nhiên lão cũng không phải là không nhìn thấy một màn Cao Trùng tiếp xúc với Liễu Minh vừa rồi. Nếu trưởng môn sư huynh đã nói như thế, vậy thì cứ như thế đi. Nhưng tiểu tử thông thiên này cũng coi như có chút tiềm lực, sư đệ Chu Xích có thể tham gia phường thị hải tộc mà đạt được khối thâm hải hàn quang thiết kia, hắn cũng góp một chút khí lực trong đó. Khuê Như Tuyền nhướng mày lên, nhưng sau đó lại trả lời như thế. Điều này khiến cho trưởng môn Man Quỷ Tông có bất ngờ, sau một phen suy tính mới hơi giật mình trả lời, thông thiên. À, thì ra là đệ tử này, thảo nào ta vẫn thắc mắc vì sao Trùng Nhi lại có mâu thuẫn cùng hắn. Ừm, ta đã nhớ ra kẻ này mặc dù chỉ là ba linh mạch, nhưng trời sinh tinh thần lực mạnh mẽ, cũng coi như là một nhân tài. Như vậy đi, lát nữa ta sẽ dặn dò Vương sư đệ cẩn thận thêm một chút, nếu bọn chúng thật sự gặp được trong thi đấu, sẽ cố gắng hết sức để không xuất hiện chuyện đả thương người. Đa tạ trưởng môn sư huynh, điều nãy cũng đủ rồi. Trong lòng Khuê Như Tuyền buông lỏng một chút, miệng cảm ơn một tiếng. Đối với Liễu Minh, vị sơn chủ chi cửu anh này kỳ thật vẫn luôn canh cánh trong lòng. Dù sao với biểu hiện của Liễu Minh mấy lần trước, thừa sức để thu làm đệ tử thân truyền, thậm chí nếu đổi lại là một chi khác, chỉ sợ đã có một vị linh sư thu nhận từ lâu rồi. Nhưng đáng tiếc tài nguyên trên cửu anh sơn thật sự quá ít. Đối với một đệ tử ba linh mạch hầu như không có chút hy vọng trở thành linh sư, bọn gã thật sự không dư thừa tài nguyên tập trung cho hắn, đương nhiên cũng bởi thế nên không thể nào thu làm đệ tử thân truyền. Hụ, có lời nói này của trưởng môn, xem ra cuối cùng cũng cho kẻ này một công đạo rồi. Khuê Như Tuyền âm thầm thở dài một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Tin tức có liên quan đến việc hai nhà Bạch, Mục kết thân, nếu như đã có liên lụy đến đệ tử địa linh mạch Cao Trùng kia, Khuê Như Tuyền đương nhiên cũng nghe qua phong thanh một chút. Địa vị và thanh danh trong tông của hai người Cao Trùng và Liễu Minh trong lòng trưởng môn Man Quỷ Tông đương nhiên căn bản không thể nào so sánh được với nhau. Huống hồ trong đó còn liên quan đến chuyện lô đỉnh cần thiết để sau này Cao Trùng trùng kích cảnh giới linh sư, hắn đương nhiên lại càng không nên nói nhiều làm gì. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã trôi qua hơn nửa ngày. Tỷ thí trên những lôi đài khác vẫn đang vô cùng kịch liệt, đệ tử lên đài hầu như đều là tre già măng mọc, căn bản không ngơi nghỉ chút nào. Trên lôi đài, 10 tên bị người khiêu chiến cũng bị đổi chỗ rất nhiều lần. Sau thời gian dài như vậy, hầu như có gần nửa thứ tự đệ tử hạch tâm đều thay đổi một lần. Điều này đương nhiên là bởi vì tất cả mọi người đều có quyền lên đài khiêu chiến 3 lượt, mà đệ tử hạch tâm sau khi thất bại cũng có thể tiếp tục khiêu chiến. Trái lại trên lôi đài đầu tiên, sau khi có 8-9 người lên khiêu chiến trước sau bị đánh bại, bỗng nhiên một tiếng sấm sét nổ vang. Một tia chớp màu bạc lóe lên, một thiếu niên anh tuấn mặc áo lam nhoáng cái đã xuất hiện trên bệ đá. Đúng là lôi thần. Liễu Minh thấy vậy, hai mắt nheo lại, hầu như vô thức nhìn tới vị trí lôi thần vừa biến mất. Quả nhiên thiếu nữ xinh xắn tên Âu Dương Phi kia đang đứng ở đó, thần sắc có chút lo lắng nhìn lôi thần trên lôi đài. Giờ phút này, bên ngoài cơ thể thiếu niên áo lam có từng tia lôi điện lượn lờ, toàn thân rung động không thôi, tia sáng màu bạc trong mắt cũng chớp động liên hồi. Đúng là lôi y thuật tiếng tăm lừng lẫy kia. Thuật này mặc dù thanh danh hiển hách, nhưng đáng tiếc chỉ có linh đồ thân mang lôi linh mạch mới có thể tu luyện, uy lực cũng cực kỳ kinh người. Ta muốn khiêu chiến Diệp sư huynh xếp hạng 10. Lôi thần nhìn về phía thanh niên đầu đội vòng vàng dưới lá cờ thứ 10, chậm rãi nói. Thanh niên đội vòng vàng nghe xong lời này, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Mặc dù gã là một trong những luyện thể sĩ đếm được trên đầu ngón tay trong tông, thế nhưng vẫn luôn luôn kiêng kỵ với pháp thuật công kích lôi thuộc tính có tính phá hoại mạnh nhất này. Huống hồ đối phương lại là kẻ có được cửu linh lôi mạch, đây chính là tư chất tuyệt đỉnh xấp xỉ với địa linh mạch trong tông. Tuy nhiên gã đối mặt với sự khiêu chiến của lôi thần đệ tử mới nhập môn này cũng không thể từ chối được. Dù sao ngoại trừ 5 vị trí đứng đầu, 5 tên đệ tử hạch tâm đằng sau trên đài đều đã bị khiêu chiến qua một lần rồi.
Được, vậy hãy để ta tới thử xem cửu linh lôi mạch trong truyền thuyết rút cuộc lợi hại như thế nào. Thanh niên đội vòng vàng quát khẽ một tiếng, đi ra từ dưới lá cờ của mình. Sau đó hai người ký sinh tử lệnh dưới sự chứng kiến của vị linh sư mặc cẩm bào, màn sáng phòng hộ lại lóe lên, hiện ra một lần nữa. Nghe cho kỹ, ta đánh bại ngươi, chỉ cần 3 chiêu. Lôi điện trên người lôi thần ngày càng phát ra ánh sáng chói mắt, hắn nhìn về phía thanh niên đội vòng vàng, ngạo nghễ nói, 3 chiêu. Tốt, rất tốt, Diệp Mũ cũng không biết bao nhiêu năm chưa từng nghe thấy người nào nói ra lời cuồng vọng như vậy, ta xem ngươi làm cách nào đánh bại ta trong vòng 3 chiêu. Thanh niên đội vòng vàng mặc dù cực kỳ kiêng kỵ lôi thần, nhưng sau khi nghe thế, cũng lập tức giận dữ. Lôi sư huynh, khẩu khí cháu trai ngươi thật đúng là không nhỏ. 3 chiêu có thể đánh bại một luyện thể sĩ mạnh mẽ cấp linh đồ. Trong các đệ tử, chỉ sợ chỉ có Dương Càn mới có thể làm được việc này a. Trên ngọc đài, nữ tử họ Lâm Chi Quỷ Vũ thấy vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói. Nếu đổi lại là một đối thủ khác, lời này của thần nhi có lẽ thực sự có chút khoa trương. Nhưng nếu là một luyện thể sĩ, khả năng làm được lại đích xác có vài phần. Lôi sư thúc sờ sờ cằm, nét mặt quỷ dị trả lời. Lôi sư huynh vậy mà lại có lòng tin như vậy. Vậy tiếp theo tiểu muội cũng phải quan sát thật kỹ mới được. Lúc này nữ tử họ Lâm thật sự có chút kinh ngạc rồi. Trưởng môn Man Quỷ Tông và những vị linh sư khác xung quanh nghe được mấy lời đối thoại này, đương nhiên cũng hết sức hứng thú, vội vàng tập trung nhìn xuống phía dưới. Lúc này trên lôi đài đầu tiên, thanh niên đội vòng vàng đã gầm lên giận dữ, thân hình trong nháy mắt lại lớn phồng lên trở thành một cự nhân cao 2 trượng. Hai chân dậm mạnh một phát, liền biến thành một trận cuồng phong xông thẳng đến lôi thần. Mà lôi thần vẫn đứng nguyên tại chỗ, căn bản không nhúc nhích chút nào, chỉ thấy miệng hắn lẩm bẩm liên tục. Đồng thời 10 ngón tay hoa lên giữa không trung, lôi điện trên người hắn trong một hồi tiếng sấm rền, cũng nhanh chóng vặn vẹo biến lớn. Trận cuồng phong lúc này cũng đã đến rất gần rồi. Lôi thần thấy vậy, lúc này pháp quyết trong tay dừng lại, một tay bỗng nhiên điểm nhẹ về phía bóng người cực lớn trong trận cuồng phong. Oanh một tiếng sét đánh giữa trời quang. Một cột sét vừa thô vừa to xuất hiện trên bầu trời, lóe lên một cái đã chuẩn xác đánh lên thân hình khổng lồ của cự nhân phía dưới, cũng có vô số tia điện vô cùng nhỏ văng tung tóe khắp nơi. Một tiếng trầm đục vang lên, trên thân thể cự nhân bỗng nhiên xuất hiện một tầng linh văn màu xanh lá, mạnh mẽ đối kháng uy lực của cột sét kia. Nhanh chóng chạy vọt ra khỏi phạm vi bao phủ của lôi điện, nhưng tốc độ lại giảm xuống hơn một nửa. Kích thứ hai. Lôi thần thấy vậy, không chút chậm trễ hét lớn một tiếng, tay kia cũng điểm nhẹ ra. Cột sét thứ hai trên bầu trời cũng lập tức đánh xuống. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 93, Âm Hồn Vương Cực Phẩm. Lúc này cự nhân kêu lên một tiếng đau đớn, tầng linh văn màu xanh cứng rắn trên người vậy mà vẫn bị tiêu tan bên trong điện quang. Hầu như cùng một lúc, cột sét đánh mạnh lên thân hình cự nhân, lập tức khắp nửa người đều nám đen, thoang thoảng tỏa ra mùi khét của da thịt bị cháy. Một tiếng quát lớn vang vọng. Đầu tóc cự nhân dựng ngược lên, đồng thời thân hình đã cao còn cao thêm mấy thước, sau đó lại xông qua phạm vi bao phủ của lôi điện mà tiếp tục bổ nhào tiến lên phía trước. Lúc này mặc dù khí tức cự nhân rất kinh người, nhưng động tác lại chậm hơn trước đến mấy phần, song gã chỉ còn cách lôi thần hơn 1 trượng mà thôi. Thậm chí lôi thần còn thấy rõ những sợi gân thô to nổi gồ vì giận dữ trên trán của cự nhân. Trên mặt lôi thần hiện lên chút kinh ngạc, nhưng sau một khắc, miệng lại hô lên 3 chữ kích thứ 3, oanh một tiếng. Lôi điện trên người hắn ngưng tụ, bỗng nhiên một tia sét vừa thô vừa to bắn ra, chỉ nhoáng lên một cái đã đánh thẳng vào mặt cự nhân. Cự nhân chỉ cảm thấy trước mặt bỗng nhiên nóng lên, trong một trận đau đớn kịch liệt khó có thể hình dung, gã ngã sấp mặt xuống đài, rút cuộc không cách nào đứng dậy nổi. Lôi thần thật sự chỉ trong 3 chiêu đã đánh bại thanh niên đội vòng vàng. Lôi minh tam kích, kẻ này vậy mà đã lĩnh ngộ lực lượng lôi điện đến trình độ như thế. Nếu đổi lại là một đệ tử có lôi mạch khác, chắc chắn không có cách nào phát động 3 lượt lôi điện công kích trong thời gian ngắn như vậy được. Trên ngọc đài, có người kinh hô lên. Ha ha, không có gì. Chỉ là tiểu tử này có chút thiên phú trên lôi đình chi đạo nên mới có thể làm được việc này. Đại hán họ Lôi thuộc chi thiên cơ tuy miệng nói khiêm tốn, nhưng đương nhiên ai cũng có thể cảm nhận được vẻ đắc ý trong lời nói. Tuy vị trưởng môn Man Quỷ Tông không nói gì,
nhưng trên mặt cũng hiện rõ vẻ kinh ngạc. Đám người Khuê Như Tuyền và nữ tử họ Lâm cũng đều có chút động dung. Lúc này, trên lôi đài phía dưới, vị linh sư mặc cẩm bào lập tức tuyên bố thắng bại, lôi thần nghênh ngang đi đến dưới lá cờ thứ 10, khoanh chân ngồi xuống. Dưới lôi đài vậy mà hoàn toàn yên tĩnh, lại thực sự có người trong ba chiêu đã đánh bại đệ tử hạch tâm trong 10 thứ hạng đầu, việc này nghĩ thế nào cũng quá đỗi rung động nhân tâm. Ánh mắt một vài đệ tử nhìn về phía lôi thần trên đài tràn đầy sự sợ hãi, một vài đệ tử cũ đang vô cùng động tâm. Trong lòng xuất hiện ý nghĩ bản thân có nên phụ thuộc vào vị cửu linh lôi mạch này hay không. Thiếu nữ tên Âu Dương Phi đương nhiên lại càng hưng phấn, ánh mắt nhìn về phía lôi thần càng thêm vẻ sùng bái, hơn nữa nét nhu tình còn không che giấu chút nào. Lực lượng lôi điện không ngờ lại đáng sợ như vậy. Thanh niên tay đeo vòng cũng hít sâu một hơi, lẩm bẩm: "Tân sư huynh yên tâm. Lực lượng lôi điện tuy đúng là danh bất hư truyền, nhưng nếu đổi lại là ta thì lôi sư đệ không thể nào thắng nổi, ta đã có cách ứng phó." Cao Trùng dường như cảm nhận được sự lo lắng trong lời nói của gã thanh niên, bèn lạnh nhạt trả lời: "Cao sư đệ đã nghĩ nhiều, rồi, ta cũng chỉ nói như vậy mà thôi." Thanh niên tay đeo vòng nghe vậy, thần sắc buông lỏng xuống một chút. Dương Càn ngồi trên đài, cũng liếc nhìn lôi thần, nhưng mặt mũi lại chẳng lộ ra chút cảm xúc nào. Ở mấy chỗ xung quanh đó cũng có nhiều người đang đoán định thực lực lôi thần, thần sắc mỗi kẻ mỗi khác. Lúc đó Liễu Minh nhìn lôi thần ngồi dưới lá cờ xa xa, ánh mắt chớp động liên tục, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Sau trận chiến vừa rồi, một ít đệ tử có thực lực mạnh mẽ cũng liên tục xuất thủ. Ngoại trừ vị trí thứ 10 lôi thần vừa đạt được, ba vị trí thứ 9, thứ 8 và thứ 7 đã nhanh chóng bị người khiêu chiến thay thế. Nhưng chẳng được bao lâu, những đệ tử hạch tâm mới này chưa kịp ngồi nóng chỗ đã bị người khiêu chiến khác giành chiến thắng, trực tiếp bị thay thế. Còn hai người Đoạn Tàn Tổ và Lôi Thần đạt được hai vị trí thứ 10 và thứ 6, từ lúc đoạt được đến giờ chẳng có ai dám tới khiêu chiến. Về phần năm thứ hạng đầu, lại càng không người nào dám tới trêu chọc. Trong thời gian này, Liễu Minh tranh thủ vòng qua tất cả các lôi đài một lần, cũng phát hiện trên vị trí đệ tử hạch tâm thứ 89 đã được một người quen chiếm giữ, đó chính là Đỗ Hải. Mà Trương Thúy Nhi chi Quỷ Vũ gây ấn tượng rất sâu sắc cho Liễu Minh trong đám đệ tử thiên tài, cũng xuất hiện ở vị trí đệ tử hạch tâm thứ 22. Còn Tư Mã Thiên đệ tử chi âm sát lúc trước muốn tìm hắn gây phiền toái thì đứng dưới lá cờ thứ 13, âm khí toàn thân nồng đậm dày đặc, cũng không có ai dám nhảy lên khiêu chiến. Tịch Sư Huynh, Chu Liên Tinh là mấy đệ tử linh đồ hậu kỳ chi Cửu Anh Sơn thực lực mạnh nhất cũng đã liên tiếp ra tay, nhưng cũng chỉ chiếm được hai vị trí không cao lắm. Còn về Tiêu Phong, tuy vừa mới tiến giai linh đồ không lâu, nhưng đã chiếm được vị trí đệ tử hạch tâm thứ 93. Làm cho hai người Tiết Sơn, Vạn Tiểu Thiến ở dưới chăm chú quan sát, mặt mũi lộ vẻ cực kỳ hâm mộ. Hai người này, một người linh đồ trung kỳ, một người linh đồ sơ kỳ, tự nhiên không có ý nghĩ lên đài tỉ thí, chỉ ở dưới đài một lòng cổ vũ cho Tiêu Phong. Trái lại Thạch Xuyên, vị đại sư huynh Cửu Anh Sơn, một mực đi tới đi lui quanh lôi đài thứ nhất và thứ hai mấy vòng, chỉ đứng bên ngoài quan sát người khiêu chiến, thủy chung vẫn chưa ra tay. Liễu Minh đi vòng quanh xem các đệ tử khác mấy lượt, chợt phát hiện mình hình như chưa nhìn thấy nữ tử tên Già Lam kia. Lần thi đấu này, sao nàng ta có thể không tham gia được? Trong lòng không tin nên hắn cố ý tìm kỹ lại một lượt, kết quả vẫn giống như trước, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Sau một hồi suy nghĩ, Liễu Minh nhớ lại dung mạo nàng này trước khi cử hành nghi thức khai linh và mấy lần gặp trước đây. Dường như là hai gương mặt hoàn toàn khác nhau, lập tức có chút giật mình, đành mặc kệ không tìm kiếm nữa. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi qua đi, ngày đầu tiên, rút cuộc cũng trôi qua. Trưởng môn Man Quỷ Tông ngẩng đầu nhìn sắc trời, cảm thấy thời gian đã hết, bèn lớn tiếng tuyên bố ngày tỉ thí đầu tiên kết thúc. Vì vậy tất cả đệ tử trên đài đều ngừng tay, ngày hôm sau tiếp tục tiến hành. Sau đó sương mù trắng mênh mông quanh núi đá tản đi, lối đi lại hiện ra. Các đệ tử lập tức giải tán, lũ lượt trở về chỗ ở nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng sớm hôm sau, chúng đệ tử dưới sự dẫn dắt của trưởng môn Man Quỷ Tông và các linh sư lại xuất hiện trên núi lần nữa, không cần nói nhiều, thi đấu lập tức bắt đầu. Có lẽ là bởi vì đã có phần lớn đệ tử ra tay ngày hôm qua, nên hôm nay không ít đệ tử vốn muốn giữ sức rút cuộc cũng lên đài khiêu chiến. Mà một vài đệ tử hạch tâm đã mất đi thứ hạng ngày hôm qua cũng bắt đầu lên đài. Kể từ đó, không khí thi đấu đã hết sức náo nhiệt ngay từ ban đầu. Liễu Minh đứng dưới lôi đài thứ nhất, ngước mắt kinh ngạc nhìn thiếu nữ tuyệt sắc,
khuôn mặt lanh lợi đáng yêu đang đứng thẳng trên đài. Từ lúc bắt đầu trận đấu, nàng này vẫn lẳng lặng đứng, chỉ có đồng tử hiện lên ánh sáng tím nhàn nhạt lưu chuyển bất định nhìn đối thủ. Đó là một gã thanh niên vừa mới trở thành đệ tử hạch tâm bài danh thứ 7 ngày hôm qua, lúc này đang đứng cách đó không xa. Thực lực gã thanh niên thể hiện ngày hôm qua khá xuất sắc, nếu không cũng không thể đánh bại đệ tử hạch tâm trước kia. Nhưng giờ phút này gã đang cầm một thanh trường kiếm lóng lánh hàn quang, hai mắt đờ đẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt thiếu nữ tuyệt sắc, thân hình run rẩy như sắp ngã vậy. Chỉ sau thời gian uống cạn một chén trà, gã thanh niên bỗng nhiên ặc ặc một tiếng, miệng sùi bọt mép ngã xuống đất không dậy nổi nữa. Già Lam chiến thắng, màn hào quang vừa biến mất, vị linh sư mặc cẩm bào đã lớn tiếng không chút do dự tuyên bố. Thiếu nữ tuyệt sắc kia, hóa ra đúng là Già Lam mà cả ngày hôm qua Liễu Minh không tìm được. Nhưng hôm nay thi đấu mới bắt đầu, nàng này đã bất ngờ xuất hiện trên lôi đài đầu tiên, lại dùng phương thức cực kỳ quỷ dị đoạt lấy vị trí đệ tử hạch tâm thứ 7. Không riêng gì Liễu Minh phải hít vào một hơi khí lạnh, những người khác xem xong cũng trợn mắt há mồm. Ngay cả người xếp thứ nhất là Dương Càn vẫn luôn không lộ ra chút nào cảm xúc nào, lúc này ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ tuyệt sắc cũng không kìm được có một chút khác thường. Sở sư đệ, mộng yểm thể của nha đầu Già Lam này cuối cùng cũng bắt đầu phát uy rồi. Với cảnh giới tu vi hiện tại, chỉ sợ ngoại trừ mấy đứa xếp hạng đầu may ra có thể miễn cưỡng chống lại được lực hấp dẫn, những người khác e rằng cũng ít nhiều đều bị ảnh hưởng. Thuật nha đầu này đang thi triển, hẳn là thuật mộng yểm đồng trong truyền thuyết a. Băng sư muội dạy dỗ nha đầu kia thật sự rất tốt, xem ra lúc trước giao đứa nhỏ này cho Chi Âm Sát quả là chuyện không sai. Trên ngọc đài, trưởng môn Man Quỷ Tông chứng kiến kết quả trận chiến này, không khỏi lớn tiếng tán thưởng. Ha ha, hiện giờ nha đầu Già Lam này là đệ tử thân truyền của Chi chúng ta có thực lực gần với Dương Càn nhất, băng sư muội đúng là vô cùng yêu thích nó, đương nhiên sẽ dốc sức dạy bảo. Sở Kỳ nghe vậy, tươi cười trả lời, hừ, nếu giao nha đầu kia cho Chi Quỷ Vũ chúng ta, nói không chừng ta đã dạy nó còn tốt hơn nhiều. Nữ tử họ Lâm có vài phần không cam lòng nói, ha ha, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, Lâm sư muội cũng đừng nói những lời vô ích thế nữa. Đệ tử tiền nha đầu của ngươi cũng là người có tư chất tuyệt hảo, dường như khí tức cũng khác trước rất nhiều a. Không lẽ vì đợt thi đấu này cũng tu luyện loại bí thuật kinh người nào đó rồi chăng? Trưởng môn Man Quỷ Tông thấy vậy, vội vàng mở miệng chuyển sang chủ đề khác. Trưởng môn sư huynh thật sự là mắt sáng như đuốc, thời gian từ lần thi đấu trước qua lâu như thế cũng đủ để Tuệ Nương tu luyện một bí thuật mới tới cảnh giới tiểu thành. Nữ tử họ Lâm cười khanh khách một tiếng, nhưng vẫn không tiết lộ đệ tử của mình tu luyện loại bí thuật nào. Trưởng môn Man Quỷ Tông lắc đầu, đang muốn nói gì nữa, bỗng nhiên Hoàng lão giả Chi Luyện Thi đứng bên cạnh kinh hô, xem luyện hồn tác đệ tử kia sử dụng. Kể cả là dùng âm hồn phẩm chất cao tế luyện cũng tuyệt không cách nào vừa thô vừa to như vậy, chẳng lẽ là dùng âm hồn vương cực phẩm tế luyện thành hay sao? Âm hồn vương cực phẩm, nghe xong mấy chữ này mắt, hơn phân nửa linh sư giật mình, vội vàng đưa mắt nhìn theo lão giả họ Hoàng. Chỉ thấy trên lôi đài thứ hai, một đại hán đầu chọc da thịt màu đồng thân hình cao lớn, đang giơ tay lên. Thả ra một thứ như tấm lụa màu đen vừa thô vừa to, thoáng cái đã cuốn trọn đối thủ vào trong, trên mặt khẽ hiện nụ cười lạnh từ từ kéo tấm lụa lại. Giây lát sau, đối thủ của gã đã đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ có thể vội vàng mở miệng chủ động nhận thua. Vì vậy sau khi linh sư chủ trì tuyên bố chiến thắng, gã đại hán đầu chọc thu tấm lụa màu đen lại, đi đến dưới là cờ thứ 19, nghênh ngang khoanh chân ngồi xuống. Xem uy năng của luyện hồn tác này, đích thật là dùng âm hồn cực phẩm luyện chế mà thành. Thật sự là đáng tiếc a, đây chính là âm hồn vương cực phẩm, vậy mà lại dùng để tu luyện bí thuật cấp thấp như vậy. Trên ngọc đài, đại hán họ Lôi lẩm bẩm nói, trên mặt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Trưởng môn Man Quỷ Tông và các linh sư khác đã thôi không nhìn nữa, nhưng không ai bảo ai lại đưa mắt nhìn nhau, phần lớn đều tỏ vẻ nuối tiếc. Các bạn đang nghe truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 94, Cương Khí và Lục Kiếm. Những thứ quý hiếm như âm hồn vương cực phẩm này, cho dù đối với đám linh sư bọn họ cũng là vật chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu có thể tận dụng tốt, nói không chừng có thể có thêm một kiện linh khí hoặc là có thể luyện chế ra vài loại đan dược thuộc tính âm vô cùng hữu dụng. Tuy nhiên hiện giờ có nói gì cũng đã muộn. Nếu như âm hồn vương đã được luyện chế thành luyện hồn tác,
ngay cả bọn họ có thiên đại năng lực cũng không thể nào biến nó trở lại như lúc ban đầu. Được rồi, đã có luyện hồn tác luyện chế từ âm hồn cực phẩm này, nói không chừng kẻ này cũng có hy vọng tiến vào danh sách 10 thứ hạng đầu. Hoàng sư huynh thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói. Mấy người khác thấy vậy, không kìm được mà nhìn nhau cười cười. Nói về âm hồn, vị hoàng sư huynh này thân là sơn chủ chi luyện thi, đương nhiên là người có nhu cầu lớn nhất trong những người ở đây. Những người khác chỉ có thể dùng âm hồn cực phẩm luyện chế linh khí hoặc đan dược, nhưng nếu hắn có được đến tay, sau đó có thể luyện thành nhiều loại bí thuật mà trước kia không cách nào tu luyện, làm cho thực lực bản thân tăng lên không ít. Song bây giờ có nói cái gì cũng đã muộn mất rồi, một buổi sáng cứ như vậy mà trôi qua. Số lượng đệ tử lên khiêu chiến lôi đài đầu tiên bắt đầu thưa thớt dần, thậm chí mấy lần đồng hồ cát đã chảy được hơn nữa mới có người nhảy lên lôi đài. Hiển nhiên đến lúc này, trải qua nhiều trận tỉ thí kịch liệt như vậy, người có dũng khí khiêu chiến 10 thứ hạng đầu trên bia thái âm đã không còn bao nhiêu nữa. Thậm chí vị đại sư huynh Cửu Anh Sơn Thạch Xuyên kia cuối cùng cũng không lựa chọn khiêu chiến lôi đài đầu tiên, mà trong buổi sáng không biết từ lúc nào đã khiêu chiến thành công lôi đài đệ tử hạch tâm thứ 2, chiếm cứ vị trí thứ 15. Tuy nhiên cho đến tận lúc này, Cao Trùng từ đầu đến cuối vẫn không lên đài, trái lại thỉnh thoảng còn lạnh lùng nhìn về phía Liễu Minh, ý đồ của hắn đương nhiên không cần nói cũng biết. Liễu Minh thấy thế chỉ mỉm cười, bộ dạng không thèm để ý chút nào. Rút cuộc sau khi lại một tên khiêu chiến thất bại trên đài, vị linh sư mặc cẩm bào lần nữa lấy ra đồng hồ cát. Cát mịn trong đó chậm rãi chảy xuống, lúc vượt quá 2/3 vẫn chưa có người nào lên đài khiêu chiến. Lần này, cả đám đệ tử bên dưới đều không kìm lòng được mà bắt đầu hồi hộp. Trên ngọc đài, trưởng môn Man Quỷ Tông và toàn bộ đám linh sư cũng không thể không tập trung nhìn sang. Cát mịn chảy xuống từng chút một, lượng cát phía trên chỉ còn lại 1/4, 1/5, 1/8. Cao Trùng vốn đĩ còn lạnh lùng nhìn Liễu Minh, sắc mặt rút cuộc cũng hơi đổi rồi. Lại qua một lát, hắn nhìn đồng hồ cát, lại nhìn về phía Liễu Minh vẫn không có bất cứ động tác nào, trong mắt lần đầu tiên hiện lên vẻ do dự. Cao sư đệ, không thể chần chừ nữa, tiểu tử này rõ ràng biết tính toán của ngươi rồi. Mà một khi sư đệ vượt quá thời gian, có thể sẽ không được phép lên lôi đài này khiêu chiến nữa. Tiểu tử kia đang cố ý muốn kéo ngươi buông bỏ quyền khiêu chiến 10 vị trí đầu cùng hắn đấy. Thanh niên tay đeo vòng bên cạnh, bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, nói. Ta không tin hắn thực sự sẽ làm như vậy. Cùng lắm thì ta cũng không tham gia khiêu chiến 10 thứ hạng đầu nữa, thi gan với hắn một phen. Cao Trùng mặt trầm như nước nói. Nhưng Cao sư đệ, hắn không chỉ có thể buông tha 10 thứ hạng đầu, thậm chí có thể một mực đợi đến lôi đài cuối cùng sắp chấm dứt mới lên đài khiêu chiến. Nhưng Cao sư đệ ngươi lại không thể kéo dài như vậy được. Nếu ngươi không tham gia khiêu chiến 10 thứ hạng đầu, chẳng những danh vọng của mình sẽ tụt xuống một đoạn lớn, thậm chí sẽ làm cho trưởng môn sư bá mất mặt đó. Thanh niên tay đeo vòng mắt thấy lớp cát mịn chỉ trên chỉ còn lại 1/10, hết sức lo lắng nói. Cao Trùng nghe thế, trong lòng thực sự bắt đầu do dự. Cao sư huynh, vì một tên tiểu tặc mà làm như vậy quả thực không đáng. Cùng lắm thì để cho mấy vị sư huynh khác đối phó hắn là được, ta không tin hắn thực sự có thực lực giành được vị trí trong 10 thứ hạng đầu. Mục Minh Châu nghe đến đó, cũng nhịn không được nữa mà mở miệng. Đúng vậy, thật sự không đáng, chính ta sẽ đích thân khiêu chiến hắn. Thực lực của ta mặc dù không thể nào lọt vào 10 thứ hạng đầu, nhưng trong 20 vị trí đầu vẫn có thể miễn cưỡng làm được. Thanh niên tay đeo vòng đầu gật như gà mổ thóc, nói. Vậy được, trước tiên chỉ có thể làm như vậy. Ta đúng là không thể để cho sư phó thất vọng được. Nếu tiểu tử này thực lực không đủ, tân sư huynh đối phó hắn cũng đủ rồi. Nếu hắn thực sự có thể tiến vào 10 thứ hạng đầu, sau đó sẽ phải tham gia luân phiên chiến, ta cũng không sợ không có cơ hội giao thủ với hắn. Cao Trùng mắt thấy nửa trên đồng hồ cát chỉ còn lại một lớp mỏng cuối cùng, rút cuộc cắn răng một cái nói như vậy. Sau đó hai chân hắn nhoáng lên, lập tức hóa thành một cái bóng xuất hiện phía trên bệ đá. Trên ngọc đài, trưởng môn Man Quỷ Tông thấy vậy, mặt mỉm cười. Hầu như cùng một lúc, Liễu Minh cũng cười nhạt một tiếng. Ta muốn khiêu chiến thiết sư huynh xếp thứ 5. Ánh mắt Cao Trùng quét qua các lá cờ đầu tiên một lượt, lạnh lùng nói. Ngươi muốn khiêu chiến ta, rất tốt, ta cũng muốn xem địa linh mạch trong truyền thuyết rút cuộc có gì đáng sợ. Đệ tử hạch tâm đứng ở dưới lá cờ thứ 5 là một gã thanh niên đầu đội mộc quan, nghe xong lời này, mặt không đổi sắc đứng dậy.
Hắn thân là đệ tử đứng thứ 5 trên bia Thái Âm, cũng giống như bốn người đám Dương Càn, từ khi bắt đầu đến nay vẫn chưa có ai dám chính thức khiêu chiến. Trương sư đệ, nếu ta nhớ không lầm, tiểu tử Thiết Giám này hình như là đệ tử kiệt xuất nhất của chi huyền phù các ngươi thì phải. Tuy nhiên hắn lại không có hứng thú với công phu vẽ bùa của các ngươi, vẫn luôn tu luyện một loại bí thuật được kết hợp giữa phù lục và kiếm thuật à. Trưởng môn Man Quỷ Tông bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu. Thưa trưởng môn, bí thuật chủ tu của tiểu tử Thiết Giám này đích xác là thuật lục kiếm mà năm đó một vị tiền bối bản chi để lại. Chắc hẳn sư huynh cũng biết lần thi đấu trước, hắn bởi vì vừa học tập thuật lục kiếm không lâu, khó khăn lắm mới miễn cưỡng đánh bại một gã để có thể tiến vào danh sách 10 thứ hạng đầu. Hiện giờ đã qua thời gian dài như vậy, nghĩ tới kiếm thuật của hắn có lẽ càng thêm cao minh hơn rồi. Vị trương sư thúc chi huyền phù mà lúc trước Liễu Minh đã từng gặp qua, cười khổ một tiếng trả lời. Tiểu tử này vậy mà thật sự có thể lĩnh ngộ được thuật lục kiếm, có thể thấy được thiên tư cũng thật sự hơn người. Đáng tiếc bổn tông cũng không phải Thiên Nguyệt Tông lấy kiếm tu làm chủ, không thể nào chỉ điểm hắn quá nhiều. Trưởng môn Man Quỷ Tông có chút đáng tiếc nói. Điều này cũng chỉ có thể trông vào tạo hóa của chính hắn sau này mà thôi. Bộ dạng trương sư thúc cũng ít nhiều có vẻ bất đắc dĩ. Lúc này, trên lôi đài, hai người đã ký xong sinh tử lệnh. Sau khi màn sáng phòng hộ mở ra, đại chiến lập tức bộc phát. Một tay thanh niên đội mộc quan sờ sờ vào trong tay áo, liền móc ra một thanh kiếm gỗ màu vàng nhạt dài vài tấc, ném lên không trung. Sau đó lại giơ một tay lên, một đạo phù lục màu bạc nhạt bay thật nhanh ra, lóe lên một cái đã chui vào trong kiếm gỗ không thấy đâu nữa. Lập tức kiếm này vang lên từng hồi ông ông, từng đạo phù văn màu bạc hiện ra trên mặt ngoài. Một tay gã thanh niên lại bấm niệm pháp quyết, điểm nhẹ một cái về phía cao trùng đối diện, sau đó kiếm gỗ bỗng nhiên mở đi, thoáng cái đã biến mất không thấy bóng dáng. Cao trùng chỉ cảm thấy không gian trước mặt chấn động, thanh kiếm gỗ kia đã hiện ra một cách cực kỳ quỷ dị. Hắn hơi sững người, hầu như không cần suy nghĩ phất nhẹ tay áo, một đoàn ánh sáng màu máu cuốn ra. Nhưng lúc này, miệng thanh niên đội mộc quan ở phía xa đã bắt đầu lẩm bẩm gì đó. Gì? Một tiếng, chỗ huyết quang quét tới, kiếm gỗ lại biến mất không thấy đâu nữa. Sau đó, bốn phương tám hướng xung quanh cao trùng thoáng cái đã hiện ra hơn 10 thanh kiếm gỗ giống hệt nhau. Ánh sáng màu bạc lóe lên liền biến thành một vùng kiếm quang sắc bén, tiếng xe gió suy suy vang vọng, cuốn thẳng tới cao trùng ở trung tâm. Trông như chỉ sau một khắc nữa sẽ chém hắn thành một đống thịt vụn vậy, thanh thế cực kỳ kinh người. Phía dưới lôi đài, một đám đệ tử Man Quỷ Tông thấy một màn này, không tự chủ được mà cùng lúc kinh hô lên. Lúc này sắc mặt Mục Minh Châu lại càng tái xanh đi, phá cho ta. Trong màn kiếm quang chói mắt bỗng truyền ra một giọng nói lạnh như băng, sau một tiếng trầm đục, một luồng khí màu đỏ như máu vậy mà từ trong đó cuồn cuộn tuôn ra. Những kiếm quang kia nhìn như cực kỳ sắc bén sau khi chém vào luồng huyết khí. Không ngờ lại nhao nhao bắn ngược trở lại như vừa chém vào tinh cương vậy, sau đó lại bị huyết khí cuốn ngược lại một phát mà tan biến. Phanh, một tiếng, cao trùng bước dài một bước xông ra khỏi đám huyết khí, một cánh tay nhoáng lên đã lấy ra một thanh kiếm nhỏ màu bạc dài vài tấc. Từ trong đám kiếm quang bị nghiền nát kia, thanh niên đội mộc quan phía xa thấy thế, thần sắc hờ hững đã bay biến đâu mất. Trái lại dưới sự kinh hãi, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết. Kiếm nhỏ màu bạc tức thì trông như một con rắn nhỏ dốc sức liều mạng dãy dụa hòng thoát khỏi lòng bàn tay, dường như chỉ sau một khắc sẽ rời tay bay đi vậy. Cao trùng thấy thế, thần sắc lộ ra chút khinh thường, hai tay hợp lại rồi đột nhiên trả sát mạnh một hồi. Huyết khí cuộn lên, hào quang trên thanh kiếm nhỏ màu bạc nhạt lúc này thu vào, một lần nữa biến thành thanh kiếm gỗ màu vàng lúc trước. Cùng lúc đó, sắc mặt thanh niên đội mộc quan trắng nhợt ra, bỗng nhiên há miệng phun ra một ngụm máu, toàn thân trở nên cực kỳ uể oải. Cao trùng cười lạnh một tiếng, cầm kiếm gỗ trong tay ném đi, đi thẳng đến chỗ đối diện. Ta nhận thua. Lúc này, thanh niên đội mộc quan không đợi cao trùng tới gần, liền vội vàng cười khổ một tiếng rồi mở miệng nhận thua. Mà toàn bộ quá trình hai người giao thủ chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Tất cả mọi người phía dưới lôi đài đương nhiên lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Liễu Minh thấy một màn vừa rồi, đồng tử cũng không kìm được mà hơi co lại. Trưởng môn sư huynh, mặc dù rất mỏng manh, nhưng đó đúng thật là cương khí mà linh sư mới có thể nắm giữ. Tiểu tử cao trùng này dùng cách nào mà có được? Trương sư thúc chứng kiến đệ tử chi mình bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy, thần thái trên mặt đã sớm đông cứng lại,
sau nửa ngày mới chợt hiểu ra rồi vội vàng hỏi. Đúng vậy, huyết khí kia đích xác là huyết cương khí mà trưởng môn sư đệ am hiểu nhất. Cao Trùng vẫn chưa tiến giai linh sư, chân nguyên trong cơ thể vẫn ở trạng thái khí, làm thế nào có thể ngưng sát thành cương đây? Hoàng sư huynh Chi Luyện Thi cũng hít sâu một hơi mà hỏi. Khuê Như Tuyền cùng các vị linh sư khác, trên mặt đương nhiên cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mấy vị sư đệ không cần quá giật mình. Sở dĩ Cao Trùng có thể làm được việc này là vì lần trước Ngạn sư thúc sau khi tự mình gặp qua tiểu tử này đã ban cho hắn một giọt yêu giao linh huyết. Trưởng môn Man Quỷ Tông điềm tĩnh trả lời. Yêu giao linh huyết. Đại hán họ Lôi nghe vậy lại càng hoảng sợ. Đúng vậy, lúc trước Ngạn sư thúc mặc dù không thể chém giết đầu thông linh xích giao kia, nhưng cuối cùng cũng không phải tay không mà về, người đã thu được vài giọt yêu giao huyết. Trưởng môn Man Quỷ Tông ung dung nói. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 95, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Nghe xong mấy lời vừa rồi, tất cả mọi người, kể cả Khuê Như Tuyền đều liếc mắt nhìn nhau. Nói như vậy thì tia huyết cương trong cơ thể Cao Sư Điệt là do giọt linh huyết kia cưỡng ép luyện hóa mà thành rồi. Linh huyết của một con yêu thú hóa tinh kỳ, đối với chúng ta cũng là vô cùng quý giá, đối với đám linh đồ thì lại càng mang lại hiệu. Quả ngoài sức tưởng tượng, như vậy thì chuyện này cũng không có gì quá kỳ lạ. Xem ra Ngạn Sư Thúc cực kỳ coi trọng Cao Sư Điệt, nếu không đã chẳng ban thưởng thứ quý giá như vậy. Lão giả họ Hoàng nói lẩm bẩm, trong lời nói vậy mà lại ẩn chứa một chút thèm muốn. Nếu như Cao Sư Điệt đã luyện hóa ra được một tia khí huyết cương, cho dù chưa bằng với Dương Càn nhưng chỉ e cũng không thua kém quá xa. Với thực lực như vậy hoàn toàn đủ khả năng đứng trong danh sách ba người đứng đầu trong lần thi đấu đại giác này rồi. Hai mắt Sở Kỳ sáng lên rồi mở miệng. Ha ha, Trùng Nhi mặc dù đã có được cương khí một thời gian, nhưng tính ra cũng nhập môn chưa được bao lâu, làm sao có thể so sánh với đám Dương Sư Điệt được. Chỉ cần nó có thể giữ được vị trí hiện thời là ta đã cảm thấy rất hài lòng rồi. Trưởng môn Man Quỷ Tông vừa lấy tay vê vê chòm râu, vừa mỉm cười ung dung nói. Những người khác nghe vậy, thần sắc mỗi người mỗi khác, song đương nhiên không mấy ai tin những lời ấy là sự thật. Đúng lúc này, trên lôi đài số 1, vị linh sư mặc cẩm bào chưa kịp dùng tới đồng hồ cát một lần nữa thì đã có một người chậm rãi bước lên. Bình tĩnh nói, Bạch Thông Thiên Chi Cửu Anh, xin khiêu chiến với Tôn Sư Huynh ở vị trí thứ 9. Người bước lên lôi đài số 1 kia đúng là Liễu Minh. Cao Trùng vừa mới đến dưới lá cờ thứ 5 thấy vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Lôi Thần và Già Lam thấy cảnh đó, thần sắc cả hai đều hơi đổi. Cái gì, là tên đệ tử này sao? Khuê Sư Đệ, nếu ta nhớ không nhầm thì vị Bạch Sư Điệt này tuy đã từng đánh bại vài tên đệ tử thiên tài của Cửu Khiếu Sơn, nhưng hình như chỉ là đệ tử ba linh mạch thì phải, hiện giờ tu vi của hắn đã tới cảnh giới nào rồi? Trưởng môn Man Quỷ Tông ngồi trên ngọc đài thấy cảnh này cũng thấy hơi sững người, lão quay đầu lại hỏi Nho Sinh một câu, ta cũng không rõ lắm. Trong thời gian qua, ta và Chu Sư Đệ vì quá bận tâm vào khối Thâm Hải Hàn Quang Thiết nên không có thời gian chú ý tới tu vi của những đệ tử khác. Nhưng trong lần thi đấu tiểu giác gần nhất, hình như hắn vẫn là linh đồ trung kỳ. Khuê Như Tuyền còn ngạc nhiên hơn mấy vị kia, trong lời nói có chút không chắc chắn lắm. Mặc dù lão cảm thấy Liễu Minh sẽ tham gia thi đấu, nhưng tuyệt đối không ngờ hắn lại dám trực tiếp khiêu chiến 10 đệ tử hạch tâm đứng đầu. Chà, kẻ này đã tận mắt chứng kiến những trận thi đấu trước đó, vậy mà vẫn dám lên đài, nếu không phải là quá tự cao tự đại thì chắc chắn phải có một chỗ dựa nào đó. Chúng ta cứ tạm thời quan sát xem sao. Nữ tử họ Lâm vừa nhìn Liễu Minh trên đài, vừa cười nói với mấy vị còn lại. Trương sư thúc của Chi Huyền Phù kia, khi thấy Liễu Minh đang đứng trên lôi đài, mặt mũi lộ vẻ đăm chiêu, xem chừng cũng đang suy nghĩ điều gì đó. Những người còn lại vốn dĩ không chưa để ý đến Liễu Minh, nhưng sau khi nghe mấy người kia nói, như vậy thì cũng cảm thấy có chút hứng thú. Lúc này kẻ chiếm giữ vị trí thứ 9 trên bia Thái Âm đã không phải là đệ tử ban đầu, mà đã đổi thành một gã thanh niên họ Tôn, lưng dắt hai lá cờ màu đỏ và xanh. Gã thanh niên này có dáng người thấp bé, tướng mạo bình thường. Tuy nhiên trong mấy trận đấu trước, gã chỉ cần dùng tới một lá cờ màu đỏ có thể phóng ra liệt hỏa ở sau lưng. Cộng thêm một tay còn lại thi triển thuật hỏa đạn đã tu luyện gần tới cảnh giới đại thành là đã có thể đánh bại các đối thủ một cách dễ dàng. Vì vậy không ai dám coi thường gã. Lúc này,
Sau khi nghe xong toàn bộ lời khiêu chiến của Liễu Minh, gã thanh niên họ Tôn kia mới cười lạnh một tiếng rồi đứng dậy, thong dong đi tới lôi đài ở giữa. Vị linh sư mặc cẩm bào lập tức móc ra tấm lệnh bài, sau khi để hai người lần lượt nhỏ một giọt máu lên trên, lão lại khởi động pháp trận trên mặt đất thả ra màn sáng phòng hộ. Bắt đầu khiêu chiến, vị linh sư mặc cẩm bào bay ra ngoài màn sáng rồi nói bằng giọng khá uể oải, hiển nhiên là lão không thấy hứng thú chút nào với trận đấu này. Dù sao Liễu Minh vẫn còn quá trẻ tuổi, vừa nhìn vào đã biết ngay là đệ tử mới nhập môn, hơn nữa căn bản cũng chả có tên tuổi gì, đương nhiên trận đấu này chẳng có gì đáng chờ mong. Gã thanh niên họ Tôn đang đứng trên lôi đài đương nhiên cũng có suy nghĩ tương tự, khóe miệng gã khẽ nhếch lên tỏ vẻ khinh thường. Sau đó thậm chí còn không thèm rút hai lá cờ ở sau lưng ra mà miệng chỉ khẽ lẩm bẩm vài tiếng rồi giơ hai tay lên. Một tiếng rít gió vang lên, bốn quả cầu lửa đỏ thẫm nối đuôi nhau bắn ra, ngay sau đó gã lại dùng chân đạp mạnh một phát lên mặt đất. Ầm, một tiếng, một vùng sáng màu đỏ hiện ra ngay dưới chân gã, sau đó nó nhanh chóng hóa thành một bức tường lửa lao thẳng về phía đối diện. Liễu Minh thấy tình hình trước mắt, thần sắc không hề thay đổi, tay áo hắn chỉ khẽ rung lên, một sợi dây thừng màu đen lóe lên. Sau mấy tiếng nổ bùm bùm, bốn quả cầu lửa kia vậy mà chỉ trúng một kích đã nhanh chóng tiêu tan. Mà khi bức tường lửa cao hơn một trượng kia cuồn cuộn ập tới, cánh tay còn lại của Liễu Minh khẽ phẩy một phát. Cái vòng đồng trên cổ tay lập tức lóe lên, một cái đầu hổ lớn mờ ảo xuất hiện rồi há to miệng phun ra một luồng sóng âm trong suốt. Với tu vi hiện giờ của Liễu Minh mà phát động loại phù khí này, uy lực đương nhiên khủng khiếp hơn vô số lần so với lúc hắn mới có được nó. Luồng sóng âm mới hiện ra đã lập tức tạo thành một cơn sóng lớn hung hãn điên cuồng lao về phía trước. Phanh! Một âm thanh trầm đục phát ra, bức tường lửa kia mới va chạm vào sóng âm đã bị tách làm đôi một cách dễ dàng, tạo thành hai bức sượt qua hai bên người Liễu Minh, cuối cùng chúng đâm sầm vào màn sáng phòng hộ ở phía sau mà tan biến đi. Chả trách lại dám khiêu chiến với ta, đúng là cũng có chút năng lực. Thân là, sư huynh, ta sẽ tập trung hơn một chút vậy. Gã thanh niên họ Tôn vốn không hề để ý tới Liễu Minh, nhưng sau khi chứng kiến đối thủ phá tan chiêu thức tấn công của mình một cách gọn gàng đơn giản như vậy, sắc mặt rút cuộc hơi đổi, vẻ hờ hững đã được thay thế bằng một chút ngưng trọng rồi chậm rãi rút lá cờ màu đỏ ở sau lưng ra. Tốt nhất là sư huynh nên mang nguyên bộ phù khí đó ra sử dụng đi, nếu không sợ rằng sẽ chẳng có cơ hội để dùng đến đâu. Liễu Minh liếc qua lá cờ màu đỏ trong tay đối phương, thản nhiên nói một câu. Khẩu khí của ngươi đúng là không nhỏ, tuy nhiên trước tiên cứ nếm thử sự lợi hại của liệt diễm kỳ này đã, sau đó nói phét cũng chưa muộn. Thanh niên họ Tôn nhếch mép cười lạnh, sau đó hai tay lập tức dùng sức nắm chặt cán cờ phất mạnh lên, đồng thời miệng gã lẩm bẩm. Trong phút chốc, từng đoàn hỏa diễm hiện ra trên lá cờ đỏ thẫm, hơn nữa mật độ ngày càng dày đặc. Chỉ trong nháy mắt, những đoàn hỏa diễm kia đã đan vào nhau tạo thành một đám mây lửa đỏ thẫm, đường kính cỡ vài thước. Liễu Minh thấy cảnh này, hai mắt lập tức nhíu lại, hai tay hắn bỗng bấm niệm pháp quyết, đồng thời niệm cũng lẩm bẩm niệm quyết. Trước người hắn nhanh chóng xuất hiện những điểm sáng màu xanh. Đi! Thanh niên họ Tôn vừa liếc thấy cảnh này đã thấy nao nao, nhưng gã cũng lập tức hét to một tiếng, hai tay vung mạnh về phía trước. Đám mây lửa màu đỏ thẫm ở phía trên lá cờ ngay tức khắc ầm ầm bay ra, cuồn cuộn áp về phía đối diện. Cùng lúc đó, hai tay Liễu Minh chập lại rồi giang ra hai bên, một đạo phong nhận khổng lồ dài hơn một trượng xuất hiện trên không trung. Cổ tay hắn khẽ rung một cái, đạo phong nhận khổng lồ kia lập tức hóa thành một đường sáng màu xanh bắn đi. Đám mây lửa nhìn có vẻ khủng bố, thế nhưng khi đường sáng màu xanh lóe lên một cái đã bị chém làm hai nửa. Thanh niên họ Tôn chỉ kịp nghe thấy mấy tiếng nổ ầm ầm mới vang lên bên tai thì đạo phong nhận khổng lồ kia đã rất gần. Hơn nữa tốc độ của nó lại nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, dường như chỉ trong một tích tắc nữa sẽ chém gã thành hai mảnh. Không. Lúc này gã thanh niên đã sợ tới mất hết hồn vía, gã chỉ kịp cố gắng hết sức liều mạng cầm lá cờ trong tay quét ngang một cái về phía trước người. Một tiếng gãy răng rắc giòn tai vang lên, lá cờ màu đỏ thẫm như một thanh củi khô bị đạo phong nhận chém làm hai đoạn. Tuy nhiên đạo phong nhận kia vẫn tiếp tục lao về phía trước, dường như thực sự muốn lấy mạng gã thanh niên. Nhưng đúng lúc đó, vị linh sư mặc cẩm bào phụ trách chủ trì việc thi đấu đã sớm kinh hãi, lập tức móc ra một tấm phù lục màu xanh lam đã chuẩn bị từ trước rồi ném ra ngoài. Phanh! Một âm thanh trầm thấp phát ra.
Một tấm thuẫn phát ra ánh sáng màu xanh nhạt xuyên qua hư không bay tới chắn trước những chỗ hiểm yếu trên người gã thanh niên. Đạo Phong nhận sau khi va chạm mạnh với tấm thuẫn đó đã bị vỡ thành từng mảnh nhỏ, văng tung tóe khắp nơi. Một phần nhỏ những mảnh vỡ của Đạo Phong nhận bắn ra vẫn như mưa rào găm thẳng vào lồng ngực gã thanh niên. Gã thanh niên chỉ kịp thét lên một tiếng thảm thiết, một tay gã che trên ngực, cả thân hình đổ cái rầm xuống sàn lôi đài, máu tươi từ kẽ ngón tay phun ra như suối. Lúc này, mặt Liễu Minh không hiện lên chút cảm xúc nào, hai tay hắn tiếp tục bấm niệm pháo quyết, từng đạo phong nhận lại ngưng tụ ra, mắt thấy lại muốn công kích về phía đối phương. Mau dừng tay, ngươi đã giành chiến thắng, không cần ra tay nữa. Một tiếng quát vang lên trong không trung, Liễu Minh cảm thấy trong tai nổ vang lên ông ông một hồi, mấy đạo phong nhận đang ngưng tụ lập tức tán loạn biến mất. Lúc này trong lòng hắn thực sự kinh hãi, đương nhiên dừng thi pháp. Ngay lúc đó, màn sáng phòng hộ khẽ rung lên, vị linh sư mặc cẩm bào đã lập tức xuất hiện trên lôi đài. Lão quay đầu lại chăm chú quan sát Liễu Minh lần nữa rồi mới chặt lưỡi nói, ngươi tuổi còn nhỏ mà đã có thể ngưng kết ra thuật ấn thuật phong nhận, đúng vậy, chính là nó. Nhưng khi ra tay cũng hơi ác độc một chút, nếu ta không kịp thời can thiệp thì chỉ sợ tiểu tử kia đã thực sự bị ngươi chém thành hai khúc rồi. Thật đúng là không có cách nào khác. Một khi đã thi triển thuật này, đệ tử cũng không thể nào khống chế được. Liễu Minh hơi khom người trước đại hán mặc cẩm bào, từ tốn nói. Hắc hắc, không phải sợ, ta cũng có nói là ngươi làm sai đâu. Quả thực đến lúc sinh tử, lựa chọn này là rất chính xác. Thời khắc chiến đấu sinh tử vốn chính là lúc phải lựa chọn giữa sống hay chết, làm sao có thể nương tay được. Đại hán mặc cẩm bào vừa cười hắc hắc vừa nói, dường như lại trông Liễu Minh vừa mắt thêm vài phần. Liễu Minh nghe vậy cũng hơi giật mình, nhưng hắn chỉ mỉm cười không nói. Đại hán mặc cẩm bào khẽ lắc mình một cái đã xuất hiện bên cạnh gã thanh niên họ Tôn, bắt đầu kiểm tra thân thể chảy máu đầm đìa của gã. Sau đó lão hơi nhíu mày, ống tay áo rung lên, một tấm phù lục màu xanh bay ra rất nhanh, nó hóa thành vô số điểm sáng màu xanh rồi chui thẳng vào trong cơ thể gã thanh niên. Thân thể thanh niên họ Tôn giật giật vài cái, những lỗ máu chi chít trước ngực gã đang nhanh chóng khép miệng lại, chỉ trong nháy mắt máu đã ngừng chảy. Đa tạ sư thúc đã cứu giúp, thanh niên họ Tôn rút cuộc cũng có thể gắng gượng đứng dậy, nhưng do mất quá nhiều máu nên sắc mặt gã lúc này vô cùng tái nhợt. Đi xuống đi, ngươi đã mất máu quá nhiều, trong vài ngày tới không thể nào đấu pháp cùng người khác được. Đại hán mặc cẩm bào mặt không hiện chút cảm xúc nói. Vâng. Sắc mặt thanh niên họ Tôn vô cùng khó coi đáp một tiếng, sau khi oán độc nhìn Liễu Minh vài lần mới ủ rũ đi xuống khỏi bệ đá. Lập tức Liễu Minh đi tới chân lá cờ số 9, hắn khoanh chân ngồi xếp bằng xuống với vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Trên ngọc đài giữa trong không trung, mấy vị linh sư sau khi chứng kiến màn vừa rồi, lúc này đang nhao nhao nghị luận. Thuật phong nhận đại viên mãn, đã ngưng kết ra thuật ấn. Đúng là không thể tưởng tượng nổi, trong các đệ tử là linh đồ dưới 30 tuổi chỉ có Dương Càn và tiểu nha đầu Tiền Tuệ Nương mới làm nổi việc này. Không ngờ hôm nay còn có người thứ ba cũng làm được. Vị bạch sư điệt này chỉ có 3 linh mạch thôi sao? Đúng là không thể tin được. Dựa vào khí tức lúc ra tay vừa rồi, rõ ràng tu vi của nó đã là linh đồ hậu kỳ. Khuê sư đệ giấu kỹ thật, không ngờ Chi Cửu Anh còn có một đệ tử thiên tài như thế. Phần lớn các vị linh sư trước đây chưa từng biết mặt Liễu Minh, giờ này đều đang xôn xao nghị luận. Đám Trương Sư Thúc, nữ tử họ Lâm và trưởng môn Man Quỷ Tông trước đây đều đã biết sơ qua về Liễu Minh, lúc này cũng vô cùng bất ngờ, thần sắc mỗi người mỗi khác. Về phần bản thân Khuê Như Tuyền, lúc này lão đang thực sự ngây dại đứng ở một bên. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 96, Thiên Tuệ Linh Thể. Khuê sư đệ, sở dĩ Dương Càn có thể ngưng kết thuật ấn thuật hỏa đạn là vì đã dành riêng ra 2 năm trời chỉ để tu luyện pháp thuật đó. Còn thuật ấn thuật thủy tiễn của Tiền Nha Đầu là do năm đó khi tham gia thí luyện sinh tử đã từng chém giết một dị thú thuộc thủy tộc, sau đó lại vô tình thành công hấp thu được. Nhưng lần đó chỉ thiếu chút nữa đã khiến nha đầu này phát cuồng mà chết. Về sau nếu không phải Ngạn Sư Thúc đích thân ra tay giúp nó trấn áp và luyện hóa thuật ấn đó, chỉ sợ nha đầu kia cũng không thể còn sống đến ngày hôm nay. Trong khi đó Bạch Sự Điệt chỉ là một đệ tử 3 linh mạch, làm cách nào lại có thể làm được việc này? Nếu nói đạt được nhờ khổ tu thì cũng thật là khó tin.
vị hoàng sư huynh kia cuối cùng cũng có chút nghi ngờ mở miệng hỏi. Điều này, tiểu đệ cũng chẳng thể nào hiểu rõ. Mọi người cũng biết vì tư chất của hắn chỉ như vậy, nên ta và Chu sư đệ cũng không thu nhận làm đệ tử thân truyền. Đoán chừng hơn phân nửa là hắn đã gặp cơ duyên gì đó. Khuê Như Tuyền do dự một chút mới cười gượng trả lời. Muốn biết chính xác nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta chỉ cần gọi Bạch Sư Điệt lại đây hỏi thăm một chút, chẳng phải tất cả đều rõ ràng sao. Sở Kỳ Chi chủ chi âm sát suy nghĩ một chút bỗng cười nói, chuyện này có phần không đúng. Theo những điều cấm kỵ mà tổ sư gia lưu lại, môn hạ đệ tử bổn tông có được bất cứ cơ duyên gì thì đều là chuyện cá nhân. Chúng ta lấy thân phận trưởng bối không thể tra hỏi thẳng thừng như vậy được. Khuê Như Tuyền biến sắc nói, Khuê sư huynh đã nghĩ nhiều rồi. Đây cũng không phải là tra hỏi tất cả mọi chuyện của Bạch Sư Điệt. Nếu đơn giản chỉ là tu vi của Bạch Sư Điệt tiến nhanh, hoặc là hắn có được linh khí, phù khí nào đó thì chúng ta đương nhiên sẽ không hỏi đến. Nhưng, việc ngưng kết được thuật ấn rất có khả năng có điều cổ quái, nếu không hỏi cho rõ ràng, vạn nhất trong đó có điều khác thường, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến cả tông môn cũng nên. Như vừa rồi trưởng môn sư huynh chẳng phải cũng giải thích chuyện cao trùng ngưng kết cương khí một cách rõ ràng đấy sao? Sở Kỳ lại thản nhiên nói, sắc mặt của Khuê Như Tuyền lập tức có chút khó coi. Các vị linh sư khác khi nghe xong lời của Sở Kỳ liền nhẹ giọng bàn luận với nhau, có kẻ đồng ý mà cũng có người phản đối. Tình huống này khiến trưởng môn Man Quỷ Tông nhíu mày một lúc lâu rồi mới mở miệng nói, tu vi của Bạch Sư Điệt đã là linh đồ hậu kỳ. Đương nhiên không có khả năng mấy năm nay hắn đều một lòng tu luyện pháp thuật, có lẽ cần phải hỏi qua một chút về vấn đề này. Đương nhiên Khuê sư đệ cũng không cần lo lắng quá. Đây cũng không phải là chất vấn mà chỉ là mấy trưởng bối chúng ta hỏi đơn giản vài câu mà thôi. Dù cho Bạch Sư Điệt không muốn trả lời cũng không chịu bất kỳ xử phạt nào cả. Nghe được trưởng môn nói như vậy, các vị linh sư khác đều liếc nhìn nhau, sau đó phần lớn đều khẽ gật đầu tán thành. Khuê Như Tuyền thấy vậy cũng đành đáp ứng, đương nhiên trong nội lòng cũng có chút tò mò với việc Liễu Minh ngưng kết thành thuật ấn. Vì vậy đúng lúc lôi đài số 1 có người tiếp theo lên khiêu chiến, trong tai Liễu Minh bất bỗng nhiên vang lên giọng nói của Khuê Như Tuyền. Trong lòng hắn nhanh chóng suy nghĩ một lượt, sau đó mặt không đổi sắc đứng dậy, bấm niệm pháp quyết bay lên trời rồi phóng rất nhanh về phía ngọc đài. Những đệ tử khác thấy vậy đều tỏ ra kinh ngạc, nhưng trái lại linh sư mặc cẩm bào dường như đã nhận được dặn dò từ trước, căn bản như không nhìn thấy việc này. Đệ tử Bạch Thông Thiên, tham kiến Khuê sư, trưởng môn và chư vị sư thúc sư bá. Liễu Minh vừa đáp xuống ngọc đài lập tức cung kính thi lễ. Thông Thiên, ngươi đứng dậy đi. Biểu hiện lần này của ngươi rất khá, vậy mà có thể lọt vào 10 thứ hạng đầu. Nếu vẫn có thể tiếp tục duy trì, ta và Chu sư thúc nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Hiện giờ trưởng môn sư bá và các sư thúc có điều muốn hỏi, ngươi cứ thành thật mà trả lời. Nhưng nếu có điều gì khó nói, ngươi cũng không cần miễn cưỡng. Khuê Như Tuyền tươi cười bảo Liễu Minh đứng dậy. Vâng, đệ tử không biết điều gì nhất định sẽ không nói. Liễu Minh đứng dậy, điềm tĩnh nói. Bạch Sư Điệt quả nhiên tuấn tú lịch sự, không cần phải lo lắng đâu. Chúng ta gọi ngươi đến đây chỉ muốn hỏi rõ hai chuyện mà thôi. Trưởng môn Man Quỷ Tông quan sát Liễu Minh từ trên xuống dưới, cũng lộ vẻ tươi cười hỏi. Không biết trưởng môn và chư vị sư thúc muốn hỏi đệ tử chuyện gì? Liễu Minh cung kính trả lời. Bạch Sư Điệt, ngươi bây giờ đã là linh đồ hậu kỳ phải không? Trưởng môn Man Quỷ Tông gật gật đầu, bắt đầu mở miệng hỏi. Vâng, cách đây không lâu đệ tử vừa tiến giai linh đồ hậu kỳ. Liễu Minh thản nhiên trả lời. Với tư chất ba linh mạch của ngươi, mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã tu luyện đến cảnh giới này thật không dễ dàng. Nói như vậy, bình thường ngươi tu luyện pháp lực chắc rất chuyên tâm, tốn thời gian không ít hả? Trưởng môn Man Quỷ Tông lại hỏi. Vâng, hơn nửa thời gian trong mấy năm nay, đệ tử đều dùng để tu luyện công pháp chủ tu. Liễu Minh một mực thừa nhận, bình thường khi ngươi tu luyện thuật phong nhận, đại khái tốn bao nhiêu thời gian? Đệ tử không tốn quá nhiều thời gian, mỗi ngày chỉ dùng 2 canh giờ để tu luyện pháp thuật mà thôi. Theo ta thấy trong trận tỉ thí vừa rồi, ngươi đã tu luyện thuật phong nhận tới cảnh giới đại thành, ngưng kết ra thuật ấn rồi. Đệ tử đích xác đã ngưng kết ra thuật ấn thuật phong nhận. Nếu ngươi không dùng nhiều thời gian để tu luyện pháp thuật, vậy ngươi sao có thể làm được việc này? Hai mắt trưởng môn Man Quỷ Tông cuối cùng cũng bắt đầu nheo lại. Những vị linh sư khác cũng tập trung lắng nghe. Đệ tử không hiểu ý trưởng môn sư bá, kính xin sư bá nói rõ. Liễu Minh dường như có chút khó hiểu hỏi lại. Bạch Sư Điệt,
Ngươi đừng nói cho ta, mỗi ngày ngươi chỉ dùng 2 canh giờ tu luyện thuật phong nhận mà có thể tự nhiên ngưng kết ra thuật ấn. Trưởng môn Man Quỷ Tông nghe vậy, nhướng mày hỏi. Đệ tử đích thật cứ như vậy mà ngưng kết ra thuật ấn. Liễu Minh mở to hai mắt trả lời, trên mặt lộ vẻ vô tội không biết gì. Nghe xong lời này, trưởng môn Man Quỷ Tông và những vị linh sư khác đều thực sự giật mình. Mỗi ngày chỉ dùng có 2 canh giờ, trong vài năm có thể tu luyện ra thuật ấn một môn pháp thuật. Nếu lời nói của ngươi là sự thật, dường như đúng là có một loại khả năng đấy. Đại hán họ Lôi sờ sờ cằm, trong mắt đột nhiên nổi lên chút khác thường nói. Khả năng gì? Trưởng môn Man Quỷ Tông cả kinh, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi. Những người khác cũng kinh ngạc nhìn qua. Chẳng lẽ chư vị đã quên trong truyền thuyết có vài loại linh thể không thể kiểm tra được hay sao? Hình như trong đó có một loại vừa vặn có thể làm được việc này đấy. Đại hán họ Lôi nở nụ cười. Chẳng lẽ linh thể ngươi nói đến là thiên tuệ linh thể cực kỳ bí ẩn ư? Lão giả họ Hoàng kinh hô lên. Đúng vậy. Nghe nói người mang thiên tuệ linh thể có được sự thông tuệ không thể tưởng tượng nổi. Bất luận chủ nhân linh thể tìm hiểu công pháp hoặc tu luyện pháp thuật nào, đều nhanh hơn người thường gấp mấy lần, thậm chí là 10 mấy lần trở lên. Tuy nhiên đáng tiếc vì đặc trưng của linh thể này là sự thông tuệ, cho nên căn bản không có phương pháp nào có thể tra ra. Nhưng thực sự có loại linh thể này tồn tại, trước kia Thiên Nguyệt Tông và Phong Hỏa Môn đều đã từng xuất hiện linh thể cực kỳ quái lạ tương tự như vậy. Tuy pháp lực bình thường, nhưng trên phương diện tu luyện pháp thuật lại vượt xa người thường không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa căn cứ vào tốc độ tu luyện, còn có thể chia làm thập tuệ, bách tuệ, thậm chí thiên tuệ linh thể. Đại hán họ Lôi vừa nhớ lại, vừa trịnh trọng nói. Nếu Lôi sư huynh đã nói như vậy, ta cũng phải tin có loại linh thể hy hữu như vậy. Chậc chậc, chẳng lẽ Bạch Sư Điệt chính là loại linh thể thần bí này? Thảo nào trong lần đại điển khai linh lúc trước không thể nào tra ra được. Lúc này có linh sư giật mình, miệng tấm tắc kêu kỳ lạ. Mặc dù trên phương diện tu luyện pháp thuật đệ tử có chút thành tựu, nhưng trên phương diện tìm hiểu công pháp dường như lại không nhanh lắm. Liễu Minh nghe vậy ít nhiều có chút do dự nói ra. Thiên tuệ thể vốn là một loại linh thể cực kỳ thần bí, thậm chí có khác biệt chút ít so với lời đồn cũng là chuyện bình thường. Hoặc có thể ngươi không phải là thiên tuệ linh thể, có thể là một loại linh thể nào đó không biết tên cũng không phải là chuyện gì quái lạ. Dù sao tu luyện giới hiện giờ tuy đã biết rất nhiều loại linh thể, nhưng các loại linh thể thần bí lại càng không biết có bao nhiêu. Chúng ta nếu cứ cố chấp chuyện này cũng có chút quá lẩn thẩn rồi. Lão giả họ Hoàng sau một hồi suy nghĩ liền cười hặc hặc cười, dường như đã thông suốt việc này. Theo như lời Hoàng sư huynh, xem ra đứa nhỏ này thực sự có thể là thiên tuệ linh thể hoặc là một loại linh thể nào đó tương tự. Như vậy coi như mọi chuyện đã sáng tỏ. Tốt lắm, Bạch Sư Điệt, ngươi có thể xuống dưới tiếp tục tham gia thi đấu tiếp rồi. Mặc dù trưởng môn Man Quỷ Tông sau khi nghe xong còn có chút suy nghĩ, nhưng vẫn cười cười nói với Liễu Minh. Liễu Minh nghe xong liền liếc nhìn Khuê Như Tuyền, thấy vẻ mặt lão tươi cười ý bảo có thể ly khai. Lúc này hắn mới cúi người hành lễ với mọi người bên trên ngọc đài, sau đó lần nữa cưỡi bay thật nhanh xuống. Một lát sau hắn mới về tới trên bệ đá, khoanh chân ngồi xuống dưới lá cờ của mình. Biểu hiện trên mặt của Liễu Minh nhìn như bình thường, nhưng trong lòng lại thở dài một hơi nhẹ nhõm. Chuyện có liên quan đến bong bóng khí trong cơ thể và không gian thần bí là bí mật lớn nhất liên quan đến cái mạng nhỏ của hắn. Hắn đương nhiên tuyệt không cho người thứ hai biết được. Nhưng để che giấu chuyện tốc độ tu luyện pháp thuật cực nhanh, hắn cũng đã sớm bắt đầu suy nghĩ thật kỹ để tìm ra một lời giải thích hợp lý nhất. Vì thế hắn đã không tiếc thời gian đọc qua rất nhiều điển tích liên quan đến linh thể. Biết rằng có một số loại linh thể đích thực là không thể nào tra ra được, cho nên biểu hiện của hắn lúc trên ngọc đài mới có thể bình tĩnh như vậy. Hiện tại xem ra trưởng môn Man Quỷ Tông và các sư thúc tuy không thể thực sự tin tưởng toàn bộ, nhưng hắn cũng thuận lợi ứng phó được những câu hỏi lần này, ít nhất họ sẽ không vì chuyện này mà đoán giả đoán non gì về hắn nữa. Như vậy từ giờ trở đi, hắn có thể mặc sức thi triển các thủ đoạn trong lúc thi đấu mà không cần phải cố kỵ điều gì. Đúng lúc trong lòng Liễu Minh đang suy nghĩ như vậy, trận tỉ thí trên lôi đài đã kết thúc. Lập tức một gã đệ tử nhảy lên khiêu chiến, thình lình chỉ đúng tên hắn. Liễu Minh mỉm, cười, lúc này mới đứng lên đi về phía lôi đài ở trung tâm. Sau thời gian uống một chén trà nhỏ, hai tay Liễu Minh hiện lên ánh sáng màu xanh chớp động không ngừng, từng đạo phong nhận giống nhau ngưng tụ từ pháp lực liên tục hiện ra, như mưa rào bắn về phía đối diện. Phía bên kia, một gã thanh niên mặc áo bào màu vàng hai tay cầm một tấm thiết thuẫn đen xì,
liên tục che trên đỡ dưới liều mạng ngăn cản công kích của phong nhận. Phong nhận của Liễu Minh chẳng những tốc độ nhanh hơn nhiều so với phong nhận bình thường, mà uy năng còn mạnh mẽ gấp mấy lần. Mỗi khi một đạo phong nhận chém lên thiết thuẫn đều khiến cho thân hình gã thanh niên mặc áo bào màu vàng run mạnh. Mặc dù tay kia của gã còn cầm một phù khí có hình dáng như cây roi màu vàng, nhưng căn bản gã không có thời gian mà sử dụng nó. Rút cuộc sau khi bị một đạo phong nhận chém lên, rắc, một tiếng, tấm thiết thuẫn vỡ vụt ra. Gã thanh niên mặc áo bào màu vàng quá sợ hãi, hầu như không cần suy nghĩ lập tức kêu to hai chữ nhận thua. Phốc phốc vài tiếng, mấy đạo phong nhận còn lại đều bay sướt qua người khiến thân hình gã thanh niên cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, căn bản không dám nhúc nhích tí nào. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 97, Xích Diễm Châu và Huyết Tủy Đan. Xem ra nếu không phải thanh niên kia hô lên rất nhanh, chỉ e sẽ thực sự bị cắt đi cánh tay cẳng chân rồi. Gã thanh niên sau khi nhận thua, không đợi đại hán mặc cẩm bào tuyên bố thắng bại, lập tức mặt mày sợ hãi nhảy xuống lôi đài. Điều này làm cho mọi người ở dưới lôi đài đang xem cuộc chiến xôn xao một hồi, tất cả đều nhao nhao bàn tán. Vị bạch sư đệ này thật lợi hại, chỉ dùng một tay xuất ra phong nhận thuật đã dễ dàng đánh bại hai đối thủ rồi, không biết còn ẩn giấu thủ đoạn nào nữa không. Chiêu phong nhận thuật của hắn sao có thể xuất ra nhanh như vậy, ta cảm giác như hắn ta không cần niệm chú vậy, uy lực cũng vượt xa phong nhận bình thường. Đồ đần, ngươi còn không nhận ra ư? Thuật phong nhận mà bạch sư đệ tu luyện đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn trong truyền thuyết, thậm chí nói không chừng trong thần thức đã ngưng kết ra thuật ấn rồi. Thuật ấn? Đó là cái gì? Cái này, ngay cả thuật ấn mà ngươi cũng không biết, vậy mà còn dám nói năng bừa bãi. Khi nào trở về ngươi hỏi trưởng bối là sẽ biết. Bên lôi đài số 1 huyên náo như thế, đương nhiên sẽ làm cho những đệ tử các lôi đài gần đấy chú ý. Cũng có mấy đệ tử Man Quỷ Tông vẫn luôn không để ý tình hình vừa rồi tò mò đi tới, mỗi người đều hỏi han một chút. Ồ, nhìn xem, không phải Bạch Sư Huynh ư? À, ta không nhìn lầm chứ, trên lôi đài số 1. Đúng là Bạch Sư Huynh rồi, lá cờ sau lưng không phải là đại diện cho vị trí đệ tử hạch tâm thứ 9 sao? Tiết Sơn vừa mới cùng vài tên đồng môn hiếu kỳ đi tới xem náo, nhiệt, sau khi ánh mắt tùy tiện nhìn lướt qua bệ đá, lập tức giật mình nói năng lắp bắp. Vạn Tiểu Thiến bên cạnh và mấy tên đệ tử nội môn khác của Chi Cửu Anh, sau khi vừa nhìn rõ ràng khuôn mặt Liễu Minh trên đài, cũng trợn mắt há mồm. Cũng giật mình như thế, còn có một vài đệ tử Quỷ Man Tông quen biết Liễu Minh. Trong đó người bị chấn động lớn nhất chính là Mục Tiên Vân, vị thiếu phụ xinh đẹp có chút hiểu rõ Liễu Minh. Nàng này sau khi vừa xem xong trận Đỗ Hải đánh bại một gã khiêu chiến mới đi qua những lôi đài khác một vòng, kết quả là nhìn thấy Liễu Minh đang đứng trên lôi đài số 1. Lúc này nét mặt Mục Tiên Vân cực kỳ phức tạp, có kinh ngạc, có vui mừng, có sợ hãi, nhưng sau đó tất cả đã bị sự vui mừng lấn át. Liễu Minh thật sự có thực lực tiến vào những vị trí đầu trên bia Thái Âm, cho dù là trưởng môn Man Quỷ Tông cũng phải cân nhắc đến chuyện lô đỉnh của cao trùng có nên thay đổi hay không. Nếu Liễu Minh có thể lọt vào danh sách 3 người đứng đầu đệ tử hạch tâm, cũng có thể còn sống trở về từ thí luyện sinh tử, cháu gái của mình càng là tuyệt đối bình yên vô sự. Các vị tiền bối cao tầng trong tông sẽ tuyệt không cho phép một người có quan hệ mật thiết với một đệ tử có công hiến lớn cho tông môn bị một đệ tử đồng môn khác làm tổn thương. Trong lúc Mục Tiên Vân đang vô cùng vui sướng, cuối cùng trên lôi đài số 1 đã không còn ai dám bước lên khiêu chiến. Sau khi hạt cát cuối cùng chảy xuống, vị linh sư mặc cẩm bào đứng ngay tại chỗ tuyên bố khiêu chiến trên lôi đài số 1 đã hoàn toàn kết thúc. 10 đệ tử ngồi dưới lá cờ trên lôi đài, tạm thời đã có được vị trí. Trước lúc bắt đầu đợt khiêu chiến lần thứ 2, bất kỳ kẻ nào cũng không có quyền khiêu chiến bọn họ. Nghe linh sư mặc cẩm bào tuyên bố như vậy, phần lớn đệ tử dưới đài đều nhìn lên 10 người Liễu Minh trước mặt bằng ánh mắt hâm mộ tôn sùng. Nếu dựa theo kết quả những lần thi đấu trước, có lẽ sẽ có gần nửa số người trong 10 đệ tử trên bệ đá kia sẽ bảo toàn được thứ hạng trong 10 vị trí đầu. Cho dù có bị rớt hạng trong đợt khiêu chiến thứ 2 đi nữa, những người này cũng vẫn sẽ có một vị trí rất cao trong danh sách những đệ tử hạch tâm trên bia Thái Âm. Mấy người Liễu Minh nghe xong tuyên bố kết thúc của vị linh sư mặc cẩm bào cũng nhanh chóng xuống đài. Bạch sư đệ, ngươi đã mang đến thể diện cho Chi Cửu Anh chúng ta rồi. Bạch sư huynh, chúc mừng huynh. Huynh chính là người đầu tiên trong mấy lần thi đấu đại giác gần đây tiến vào danh sách 10 người đứng đầu đấy. Hắc hắc,
Từ bây giờ, xem mấy tên chi khác kia còn dám coi thường chi cửu anh chúng ta như trước nữa không. Liễu Minh vừa mới đi xuống khỏi lôi đài, Tiết Sơn, Vạn Tiểu Thiến và vài tên đệ tử nội môn cửu anh Sơn khác lập tức nhào tới vây quanh, cực kỳ hưng phấn nhao nhao nói. Liễu Minh đương nhiên chỉ khiêm tốn ứng đối vài câu, nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền tới, Bạch sư đệ, ngươi thật đúng là thâm tàng bất khả lộ. Tuy nhiên, đừng tưởng rằng ngưng kết ra thuật ân thuật phong nhận là đã có thể giữ được vị trí trong 10 thứ hạng đầu. Theo ta được biết, hiện giờ mấy tên đệ tử đang xếp sau vẫn đang giữ sức, chuẩn bị cho đợt khiêu chiến thứ hai mới tung ra bản lĩnh chân chính. Ngươi muốn ta chúc mừng bây giờ, hay là đợi tới lúc kết thúc thi đấu mới tới chúc mừng ngươi đây? Chính là đám người Cao Trùng và vợ chồng Thạch Kiên cùng nhau đi tới, từ xa đã lạnh lùng nói với Liễu Minh. Bên cạnh gã là Mục Minh Châu, ánh mắt nàng ta nhìn về phía Liễu Minh có chứa một chút giật mình. Hiển nhiên là vì chuyện Liễu Minh đạt được một thứ hạng trong 10 người đứng đầu đã làm cho nàng này cực kỳ khiếp sợ. Cao sư đệ, ta có giữ được vị trí trong 10 thứ hạng đầu hay không? Ngươi cứ đợi vòng khiêu chiến thứ hai kết thúc là sẽ biết ngay thôi. Liễu Minh quay đầu liếc mắt nhìn Cao Trùng, sau đó thản nhiên nói, được, Cao mỗ sẽ chống mắt lên xem. Sắc mặt Cao Trùng vô cùng lạnh lẽo, hung hăng nhìn chằm chằm Liễu Minh, sau đó gã liền quay người dẫn đầu những kẻ khác rời đi. Tiết Sơn và mấy đệ tử cửu anh đứng bên cạnh, tất nhiên hiểu được sự mâu thuẫn giữa Liễu Minh và Cao Trùng, không kìm được mà quay mặt nhìn nhau. Sau khi tỉ thí trên lôi đài số 1 chấm dứt, tỉ thí trên những lôi đài khác cũng đến thời điểm cuối cùng, lôi đài này nối tiếp lôi đài kia mà kết thúc khiêu chiến. Đến tận khi trời đã bắt đầu tối, trên lôi đài cuối cùng cũng đã không còn ai lên đài nữa. Đúng lúc này, trưởng môn Man Quỷ Tông từ trên ngọc đài bay ra thật nhanh, từ trên không trung tuyên bố vòng thứ nhất của cuộc tỉ thí đã kết thúc. Ngày mai sẽ bắt đầu khiêu chiến xếp hạng bậc thang giữa những đệ tử hạch tâm với nhau. Chúng đệ nghe xong lập tức giải tán. Cái gọi là khiêu chiến xếp hạng bậc thang chính là 100 đệ tử chia làm 10 bậc thang. Mỗi một người đều có thể tiến về nhóm 10 đệ tử đứng ở bậc thang phía trên rồi chọn một người trong số đó tiến hành khiêu chiến. Nếu thắng thì lập tức chiếm được vị trí của người bị khiêu chiến ở bậc thang tiếp theo, hơn nữa có thể lại khiêu chiến đệ tử ở bậc thang cao hơn. Còn nếu thua thì ở nguyên vị trí cũ. Như vậy, 10 đệ tử đứng ở bậc thang cuối cùng và đầu tiên thì chỉ có thể đi khiêu chiến hoặc tiếp nhận khiêu chiến mà thôi. Đương nhiên như những lời Cao Trùng đã nói, đúng là có nhiều đệ tử không dùng bản lĩnh chân chính của mình trong lần khiêu chiến vừa rồi. Trong vòng khiêu chiến thứ hai, chính điều này mới là điều quyết định đại khái vị trí giữa những đệ tử hạch tâm. Liễu Minh tất nhiên sẽ không dám lơi lỏng, sau khi rời khỏi núi đá, về tới chỗ ở, ý định của hắn là nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt một phen. Nhưng chưa được bao lâu đã có một gã đệ tử ngoại môn đi vào sân nhỏ truyền lời, nói là Khuê Như Tuyền cho gọi hắn. Liễu Minh cũng không bất ngờ lắm với chuyện này, trong lòng hắn suy nghĩ một chút, sau đó liền đáp ứng một tiếng rồi bước ra khỏi phòng, bay thật nhanh thẳng tới đỉnh núi. Một lát sau, hắn đã xuất hiện trong đại điện nghị sự trên đỉnh núi. Tại đó, ngoại trừ Khuê Như Tuyền, Chu Xích, đạo cô họ Trung gia, Thạch Xuyên cũng đang khoanh tay đứng một bên. Liễu Minh vội vàng tiến lên cúi người thi lễ. Thông Thiên, không cần đa lễ, đứng lên đi. Lần này ngươi làm rất tốt, vậy mà có thể chiếm được một vị trí trong nhóm 10 đệ tử đứng đầu, điều này quả thực mang đến cho ba người chúng ta một niềm vui bất ngờ. Khuê Như Tuyền vừa thấy Liễu Minh tiến đến, lúc này mỉm cười nói. Chu Xích và đạo cô họ Trung cũng tươi cười nhìn về phía Liễu Minh. Không dám, đệ tử cũng chỉ may mắn mới có thể làm được như thế. Liễu Minh cung kính trả lời. Hắc hắc, cái khác có thể nói là may mắn, nhưng với tu vi linh đồ hậu kỳ và thuật phong nhận đại viên mãn có thể là may mắn hay sao? Cũng do ta và hai sư thúc sư cô của ngươi, không biết ngươi lại có tư chất trên phương diện tu luyện pháp thuật như vậy. Nếu không chúng ta đã sớm cung cấp nhiều tài nguyên cho ngươi, ngoài ra còn chỉ điểm thêm một chút, ta tin tưởng thực lực của ngươi sẽ phải cao hơn một tầng nữa. Khuê Như Tuyền có chút nuối tiếc nói, quả thực trước đây không lâu, đệ tử mới biết ngưng kết ra thuật ấn là chuyện cực kỳ khó khăn như vậy, nếu không nhất định sẽ bẩm báo chi tiết với Khuê Sư. Biểu hiện của Liễu Minh đương nhiên hết sức thành thật, ngươi không cần lo lắng gì cả. Ba người chúng ta mặc kệ ngươi có phải là thiên tuệ linh thể như trong truyền thuyết hay không, hay là bởi vì nguyên do nào khác mà ngưng kết được thuật ấn. Chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có mấy phần nắm chắc với việc giữ được vị trí trong thứ hạng 10 đầu đối với cuộc tỉ thí ngày mai? Khuê Như Tuyền khoát khoát tay, thần sắc nghiêm túc hỏi, điều này quả thật rất khó nói.
Nhưng nếu đệ tử không gặp phải người khiêu chiến quá yêu nghiệt, đệ tử nghĩ mình cũng có 7-8 phần nắm chắc. Hai mắt Liễu Minh sáng lên, trả lời như vậy. 7-8 phần. Ha ha, xem ra tiểu tử ngươi ngoại trừ phong nhận thuật ấn ra còn ẩn giấu thủ đoạn khác a. Chu Xích nghe xong, vừa cười vừa nói. Khuê Như Tuyền cũng lộ vẻ hết sức hài lòng. Rất tốt, hiện tại ta hỏi ngươi một câu, ngươi có bằng lòng bái làm môn hạ của ta hay không? Ta muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Đạo cô họ Trung từ nãy đến giờ không nói câu gì, lúc này đột nhiên mở miệng nói một câu khiến Liễu Minh thực sự giật mình. Mặc dù hắn cũng đoán được chút ít lần này tới đây, hơn phân nửa là mình sẽ có được chỗ tốt, nhưng được đạo cô họ Trung thu làm đệ tử thân truyền thật đúng là một chuyện ngoài dự liệu. Nhưng được trở thành đệ tử thân truyền của một vị linh sư, tất nhiên là chuyện hắn cầu còn không được. Đương nhiên bằng lòng, thông thiên bái kiến sư phụ. Liễu Minh chỉ suy nghĩ thoáng qua một chút, liền cúi người, hành đại lễ với đạo cô, cung kính nói, tốt lắm, đứng lên đi. Tuy ngươi chỉ là ba linh mạch, nhưng nếu có thể tu luyện tới linh đồ hậu kỳ, còn ngưng kết ra thuật ấn, nói không chừng cũng có một tia hy vọng tiến giai linh sư. Ngươi cũng ra mắt Khuê sư bá và Chu sư bá của ngươi đi. Đạo cô họ Trung thấy vậy, mỉm cười nói, bái kiến Khuê sư bá, Chu sư bá. Liễu Minh lập tức lại cung kính cúi đầu hành lễ với Khuê Như Tuyền và Chu Xích. Bạch sư điệt, từ nay về sau ngươi chính là đệ tử thân truyền của Chi Cửu Anh chúng ta rồi, mau mau đứng dậy. Khuê Như Tuyền hơi nghiêng người nói, Chu Xích cũng khoát tay ý bảo hắn đứng dậy. Nếu như Thông Thiên đã hành lễ với hai vị sư huynh rồi, cách xưng hô cũng phải thay đổi. Mà hai người cũng phải có lễ gặp mặt chứ. Đạo cô họ Trung đột nhiên cười khẽ nói với hai người, hắc hắc, sư muội yên tâm. Nếu Thông Thiên đã được ngươi thu làm đệ tử thân truyền, lễ gặp mặt tất nhiên không thể thiếu được. Ta đây có 3 khối xích diễm châu, sẽ tặng cho Bạch sư diệt. Khi gặp cường địch hãy kích phát rồi ném ra toàn bộ, nói không chừng có thể cứu mạng nhỏ của ngươi một lần đấy. Chu Xích sau khi cười hắc hắc một tiếng, liền lấy ra từ trong tay áo một hộp sắt rất tinh xảo, đưa cho Liễu Minh. Ta cũng không có lễ vật lớn như sư đệ, trong tay chỉ có một lọ huyết tủy đan có thể rèn luyện máu huyết mà thôi. Khuê Như Tuyền cười cười, sau đó cũng lấy ra một cái bình ngọc nhỏ trắng nõn đưa cho Liễu Minh. Liễu Minh rất đỗi vui mừng lập tức mở miệng cảm tạ ban thưởng, sau đó liền cẩn thận cất hai vật đó đi, cũng không vội vàng mở ra xem. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 98, Phù Giáp. Nếu như hai vị sư huynh đều đã ban thưởng cho ngươi, ta đây thân là sư phó cũng không để cho ngươi phải thất vọng. Đây là một kiện phù khí năm đó ta đã từng sử dụng, nay tặng cho ngươi để bảo vệ tính mạng. Trung sư cô thấy vậy lộ vẻ hài lòng, suy nghĩ một chút liền móc ra một vật màu vàng nhạt từ trong tay áo, cười cười đưa cho Liễu Minh. Đa tạ sư phó, ồ, đây là... Liễu Minh vừa nhận lấy vật đó, cẩn thận đánh giá một chút liền tỏ vẻ ngạc nhiên. Vật gọi là phù khí này chính là một kiện nội giáp dùng các thanh tre màu vàng luyện chế mà thành, toàn bộ đều được một loại tơ bạc vô danh nào đó bện chặt lại với nhau. Bên ngoài mỗi thanh tre đều khắc rõ chi chít những linh văn năm màu, chỉ có điều màu sắc lại có chút ảm đạm mờ nhạt vô cùng, nếu không chú ý chắc chắn không thể phát hiện ra. Sư muội, sao ngươi lại lấy phù giáp này ra vậy? Vật ấy năm đó đã từng cứu mạng ngươi mấy lần mà. Chu Xích vừa nhìn rõ nội giáp này, sắc mặt hơi đổi, Khuê Như Tuyền cũng hơi ngạc nhiên. Vật này chỉ có thể ngăn cản công kích của linh đồ, năm đó còn có chút tác dụng, chứ bây giờ căn bản cũng chỉ như gân gà. Huống hồ vật này đã từng bị tổn hại nặng nề, tuy đã sửa chữa nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản thêm được 2-3 lần công kích nữa mà thôi. Bình thường ta cũng không mặc nó, chi bằng ban cho Thông Thiên để phòng thân, Trung sư cô thản nhiên nói. Hai người bọn Chu Xích nghe vậy cũng cảm thấy có lý liền không nói thêm gì nữa. Bấy giờ Liễu Minh mới hiểu được tác dụng của nội giáp, lập tức vui mừng cảm ơn, sau đó mới cất kỹ vật đó đi. Bạch sư điệt, 3 viên xích diễm châu ta đưa cho ngươi, mỗi một viên đều tương đương với một kích toàn lực của linh khí cấp thấp. Cho nên ngươi không được phép sử dụng khi thi đấu trong tông. Nhưng nếu ngươi có thể tham dự thí luyện sinh tử thì có thể sử dụng thoải mái. Khuê Như Tuyền dặn dò thêm mấy câu. Liễu Minh đương nhiên hiểu rõ, liên tục gật đầu đồng ý. Sau đó, 3 người Trung sư cô động viên Liễu Minh vài câu liền bảo hắn trở về nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt,
chuẩn bị cho trận tỉ thí ngày mai. Vì vậy sau khi thi lễ với ba người, Liễu Minh liền rời khỏi đại điện, cưỡi mây bay thật nhanh xuống dưới núi. Thật sự không ngờ tiểu tử này lại có thể đạt được một vị trí trong 10 thứ hạng đầu. Xem ra lần này chi chúng ta thực sự có hy vọng trở mình rất lớn a. Khuê Như Tuyền đợi Liễu Minh đi khuất mới khẽ thở dài một hơi, nói. Đúng vậy, biểu hiện của Bạch Sư Điệt quả thực quá ngoài dự đoán. Lúc trước chúng ta đúng là không quá để tâm đến hắn, bây giờ đã có Trung Sư Muội Thu làm đệ tử thân truyền. Hơn nữa cũng đã trọng thưởng một phen, chắc rằng chút oán hận lúc trước cũng sẽ tan thành mây khói. Chỉ cần ngày mai hắn vẫn còn có thể đứng vững trong 10 vị trí đầu và Thạch Sư Điệt cũng có thể khiêu chiến thành công. Chi chúng ta khẳng định có thể đạt được một thành tích kha khá, không còn phải đứng cuối bảng nữa. Chu Xích mỉm cười nói. Trung sư cô nghe vậy mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Xuyên Nhi, ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Đã chọn lựa kỹ lưỡng đối thủ để khiêu chiến chưa? Có lòng tin ngày mai sẽ chiếm được một vị trí trong 10 thứ hạng đầu hay không? Khuê Như Tuyền lại quay đầu sang hỏi Thạch Xuyên đang cung kính đứng một bên. Sư phó yên tâm. Ngày mai đệ tử sẽ khiêu chiến vị trí thứ 8. Đệ tử hiện có Phục Ma Liệm và Phi Lâu, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Thạch Xuyên không lưỡng lự trả lời. Rất tốt, ngươi có lòng tin như vậy, ba người chúng ta cũng yên lòng. Tuy nhiên, ngày mai cũng không biết có bao nhiêu đệ tử ẩn giấu thực lực sẽ xuất hiện, ngươi ngàn vạn lần không được sơ suất. Khuê Như Tuyền gật đầu, dặn dò thêm mấy câu. Thạch Xuyên tự nhiên liên tục gật đầu đồng ý, sư huynh cũng quá cẩn thận rồi. Thực lực Thạch Sư Điệt vốn không yếu, hôm qua còn chưa cần sử dụng linh khí và phi lâu đã có thể dễ dàng tiến vào danh sách 20 thứ hạng đầu. Chuyện ngày mai tiến vào 10 thứ hạng đầu đương nhiên là không có vấn đề gì. Chu Xích khẽ cười nói, đương nhiên ta hiểu, rõ điều này, chỉ là sợ vạn nhất mà thôi. Xuyên Nhi, ngươi cũng về chỗ ở nghỉ ngơi thật tốt đi. Khuê Như Tuyền gượng cười phân phó Thạch Xuyên một tiếng. Thạch Xuyên đáp ứng rồi thối lui ra khỏi đại điện. Hiện giờ chỉ còn mấy người chúng ta rồi, hai người các ngươi thấy trận tỉ thí ngày mai thế nào? Không cần nói vòng vo, nói thẳng vào thực tế đi. Các ngươi tuy không lộ mặt trong cuộc tỉ thí hai ngày trước, nhưng thông qua trận pháp có lẽ cũng hình dung được đại khái tình hình chứ. Đợi Thạch Xuyên rời đi, thần sắc Khuê Như Tuyền bỗng nghiêm túc nói, điều này cũng thật khó nói. Dựa theo mấy lần trước thi đấu, Bạch Sư Điệt và Thạch Sư Điệt sẽ có cơ hội tiến vào 10 vị trí đầu khá lớn. Tuy nhiên năm nay lại có chút khác biệt. Chẳng những xuất hiện đệ tử thiên tài hiếm có sở hữu địa linh mạch, mộng yểm thể, cửu linh lôi mạch, mà thực lực của đám đệ tử cũ như Dương Càn, Phong Thiền, Mẫn Thú cũng đều có tiến bộ kinh người. Chu Xích nghe vậy, thần sắc thoáng cái đã trầm xuống. Không chỉ có như vậy, theo như ta quan sát, trong số những đệ tử không tiến vào 10 vị trí đầu cũng có rất nhiều kẻ thực lực không kém, chẳng qua một mực ẩn giấu, chờ đợi ngày mai bất ngờ nổi danh. Thạch Xuyên Sư Điệt còn khá tốt vì có linh khí và phi lâu hộ thân, tiến vào 10 thứ hạng đầu chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Tuy nhiên Thông Thiên lại khác, nếu hắn chỉ có thuật phong nhận đại viên mãn, ngày mai chỉ sợ không thể nào giữ được vị trí hiện tại. Trung Sư Cô lắc đầu nói, ừ, suy nghĩ của các ngươi cũng giống ta. Tuy nhiên trong đám môn hạ đệ tử của chúng ta ngoại trừ bọn hắn ra, đúng là không có ai khác có đủ thực lực để tiến vào 10 thứ hạng đầu. Tuy Tiêu Phong cũng có tên trên bia Thái Âm, nhưng chắc sẽ còn phải ma luyện thêm vài năm nữa mới có khả năng. Khuê Như Tuyền khẽ thở dài một hơi. Sư huynh, tâm tình của huynh có chút rối loạn. Những gì chúng ta có thể làm được đều đã làm rồi, còn kết quả ra sao cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi. Những chuyện khác cũng không phải là chúng ta cứ lo lắng là có thể thay đổi được. Chu Xích ho nhẹ một tiếng nói. Trung sư cô nghe vậy cũng tỏ vẻ tán đồng. Chu sư đệ nói phải, hết thảy đều phải đợi kết quả ngày mai. Tuy nhiên Thông Thiên có thể với tư chất ba linh mạch mà tu luyện tới linh đồ hậu kỳ, quả thực là chuyện hiếm thấy. Đáng tiếc khả năng ba linh mạch có thể tiến giai linh sư rất nhỏ. Hình như lần ba linh mạch tiến giai linh sư gần đây nhất đã xảy ra cách đây 500-600 năm về trước thì phải. Khuê Như Tuyền nao nao, sau đó liền cười cười, chuyển chủ đề sang Liễu Minh. Ba linh mạch tiến giai linh sư quả thật là chuyện gần như là không thể, thực sự đáng tiếc cho thiên phú tu luyện pháp thuật của Bạch Sư Điệt. Chu Xích tỏ ra tiếc hận, điều này cũng không chắc. Đã có ngoại lệ của tiền nhân, ai có thể khẳng định đệ tử của ta không cách nào trở thành linh sư, chỉ có điều sẽ khó khăn hơn người khác một chút mà thôi. Nếu hắn có thể tham gia thí luyện sinh tử mà còn sống trở về, trong tông sẽ ban thưởng số lượng tài nguyên kinh người,
cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội liều mạng. Trung sư cô lại có ý kiến khác. Nếu sử dụng số lượng lớn tài nguyên mạnh mẽ trùng kích cảnh giới linh sư, Bạch Sư Điệt chính xác có một tia khả năng. Tuy nhiên, điều đầu tiên hắn phải làm là ngày mai phải giữ vững vị trí của mình. Ánh mắt Khuê Như Tuyền lóe lên. Nói cho cùng, hết thảy đều phụ thuộc vào kết quả của trận tỉ thí ngày mai. Chu Xích cũng lẩm bẩm nói. Nói xong, ba người đều rơi vào trầm mặc, cả tòa đại điện nhất thời đều im ắng. Cùng lúc đó, Liễu Minh đã trở lại phòng tu luyện, đang ngắm nghía kiện nội giáp màu vàng kia. Hắn lấy tay vuốt ve mặt ngoài phù giáp, lòng bàn tay tiếp xúc với những thanh tre truyền đến cảm giác mát lạnh. Tuy nhiên mặt ngoài của chúng cũng không phải rất cứng rắn, trái lại còn tạo cho người ta một loại cảm giác mềm dẻo lạ thường. Hắn thử rót vào một chút pháp lực, linh văn trên mặt ngoài nội giáp lập tức tản mát ra linh quang nhàn nhạt, làm cho người ta có cảm giác diễm lệ như mộng ảo vậy. Liễu Minh thấy vậy lại càng cao hứng hơn. Tuy rằng phù khí tại tất cả các đại tông môn và trong phường thị cũng không hiếm thấy, nhưng loại phù khí đặc biệt như phù giáp này lại cực kỳ hiếm có. Ít nhất trong phường thị Vệ Châu hắn cũng chỉ gặp được rải rác vài kiện, hơn nữa còn bán với cái giá trên trời, không cái nào mà không xấp xỉ linh khí. Phù giáp này vì nguyên nhân đã từng bị tổn hại, cho nên chỉ có thể đỡ được 2-3 lần công kích nữa là sẽ hoàn toàn hỏng mất. Nhưng đối với Liễu Minh thì nó chính là một kiện dị bảo có thể bảo vệ tính mạng trong lúc mấu chốt. Liễu Minh kiểm tra qua toàn bộ kiện nội giáp một lần, sau khi xác định không có vấn đề gì khác, mới lập tức mặc vào sát lớp áo trong cùng, bên ngoài lại khoác thêm kiện trường bào màu canh lá. Như vậy, từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy có bất cứ điều gì khác thường. Tiếp theo hắn lại lấy ra bình sứ và hộp sắt đựng xích diễm châu và huyết tủy đan, lần lượt mở ra nhìn qua một lượt. Xích viêm châu là 3 viên châu đen nhánh to bằng hạt đậu, thoạt nhìn không có gì nổi bật. Còn huyết tủy đan lại là 10 hạt đan dược màu đỏ như máu, to bằng hạt đậu, thoang thoảng tỏa ra mùi thơm ngát. 10 hạt huyết tủy đan tuy không đủ để rèn luyện máu huyết toàn thân, nhưng lại có thể loại bỏ một ít tạp chất trong cơ thể, từ đó làm cho lực lượng khí huyết càng thêm sung mãn thêm vài phần. Ngày mai hắn còn phải tiếp tục tham gia tỉ thí, nên hiện giờ đương nhiên không thể lập tức phục dụng huyết tủy đan này để rèn luyện máu huyết. Vì vậy Liễu Minh lập tức cất kỹ xích viêm châu và huyết tủy đan, sau đó an tâm thổ nạp điều tức. Đối với hắn, ngày mai tuyệt không thể thất bại. Liễu Minh suy nghĩ một chút, dần dần chìm vào nhập định, tất cả, mọi việc bên ngoài đều không quan tâm. Sáng sớm ngày thứ ba, mấy nghìn đệ tử Man Quỷ Tông một lần nữa bay lên trên núi đá. Lúc này, tất cả đệ tử đều túm tụm tại bốn phía xung quanh bệ đá có diện tích lớn nhất trên đỉnh núi. Hơn nữa ngọc đài của trưởng môn Man Quỷ Tông và đám linh sư cũng đang bay lơ lửng trên bệ đá chừng trăm trượng. Các ngươi đều đã biết quy tắc cụ thể của vòng tỉ thí thứ hai, ta sẽ không nói thêm gì nữa. Hiện tại bổn trưởng môn tuyên bố, vòng tỉ thí thứ hai chính thức bắt đầu. Trưởng môn Man Quỷ Tông từ ngọc đài bay ra, sau khi hờ hững tuyên bố mấy câu lại lần nữa bay trở về. Đúng lúc này, một lão giả béo từ trên ngọc đài bay nhanh xuống, vững vàng hạ xuống bệ đá, quét mắt nhìn bốn phía một lượt rồi mỉm cười nói, ta là ai, chắc rằng các sư điệt đều đã biết. Vòng tỉ thí thứ hai sẽ do Nguyễn Mỗ chủ trì. Lão giả béo này không ngờ lại chính là vị linh sư phụ trách tàng kinh các trước kia, Nguyễn Sư Thúc. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 99, vòng khiêu chiến mới. Hiển nhiên lão chính là linh sư phụ trách thi đấu đại giác vòng thứ hai. Liễu Minh dưới lôi đài vừa thấy rõ khuôn mặt lão già béo, đương nhiên hết sức kinh hãi, nhưng sau khi trong đầu suy nghĩ mấy lần đã nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường. Lão già béo phất tay áo lên, lập tức một cán cờ nhỏ từ đó bay vụt ra, đón gió nhoáng lên một cái đã hóa thành 20 cán cờ cắm thành hai hàng chỉnh tề hai bên lôi đài. Nhìn ký hiệu trên mỗi lá cờ, 10 cán một bên đánh số từ 91 đến 100, còn bên kia thì đánh số từ 81 đến 90. Lúc này, lão giả béo mới thản nhiên nói, tất cả đệ tử hạch tâm có thứ hạng tương ứng với số trên lá cờ, hiện giờ có thể lên đài. Lão vừa dứt lời, từ dưới bệ đá nổi lên những tiếng siêu siêu. 20 tên đệ tử Man Quỷ Tông đã chuẩn bị sẵn tinh thần lúc này đua nhau bay đến phía dưới những lá cờ đại biểu cho chính mình, không thiếu một người nào. Ánh mắt Liễu Minh chợt lóe lên, lúc này hắn trông thấy hai người quen là Tiểu Phong và Đỗ Hải, người ở vị trí thứ 93, người còn lại là 89. Tốt rồi,
Dựa theo thứ tự trước sau, 10 người xếp sau có thể tiến lên phía trước tùy ý khiêu chiến 10 người xếp trước một lần. Người thắng thì được tiến lên vị trí cao hơn, người bại thì ở lại vị trí thấp. Bây giờ sau khi ta hỏi 3 lượt, nếu không có ai đứng ra khiêu chiến, lập tức chấm dứt đợt khiêu chiến của hai nhóm đệ tử này. Mỗi người trong đợt khiêu chiến này chỉ được quyền khiêu chiến một lần, khiêu chiến bắt đầu. Lão giả béo sau khi gật đầu một cái, nói không cần suy nghĩ. Những đệ tử hạch tâm dưới lá cà của mình hai bên lôi đài liếc nhìn sau, sau đó lập tức có một tên nam tử cường tráng từ dưới lá cờ của mình bước ra, chỉ vào tên. Đệ tử đối diện cất lời khiêu chiến. Một tay lão giả béo bấm niệm pháp quyết, lập tức trận văn trên lôi đài chợt lóe lên mà hiện ra, sau đó một màn hào quang bao trọn lấy toàn bộ bệ đá. Hai gã đệ tử hạch tâm đang đứng giữa lôi đài bởi vì ngày hôm qua đã ký sinh tử lệnh, cho nên lúc này cũng không cần lại làm thủ tục này nữa. Một người trực tiếp rút ra một thanh đao dài, người kia thì đeo lên một cái bao tay màu đen, cả hai đều đứng xa nhau một khoảng bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Hai người tranh đấu cũng không có gì là đặc sắc, hầu như đều là một bên không ngừng thúc giục phù khí trong tay công kích đối phương. Một bên thì mau chóng thi triển các loại pháp thuật phụ trợ công kích đơn giản. Hai người này dường như đều là người cẩn thận dè dặt lạ thường, căn bản không dám tiếp cận lẫn nhau. Nhưng cũng vì vậy, trận chiến này đã trở thành một cuộc so đo xem ai có pháp lực hùng hậu hơn. Đối với bọn họ mà nói, mặc dù dùng phù khí xuất ra công kích rất đơn giản, nhưng uy lực lại rõ ràng chưa đủ, không thể nào phá được tầng phòng ngự của đối phương. Còn về phần công kích pháp thuật, tuy uy lực đã đủ, nhưng tốc độ thi pháp lại quá chậm, phần lớn bị đối phương dễ dàng làm gián đoạn hoặc tránh thoát. Cho nên trận chiến giữa hai người này chỉ là quá trình liên tục thúc giục phù khí, thi pháp đơn giản và liên tục né tránh, khiến cho mọi người đang xem dưới đài đều có chút buồn ngủ. Tuy nhiên sau thời gian ước chừng ăn hết một bữa cơm, rút cuộc người khiêu chiến thừa lúc đối phương không tránh né kịp, phóng ra một quả cầu lửa đánh ngất đối thủ. Sau khi lão giả béo tuyên bố thắng bại, gã lập tức mừng như điên đi tới dưới lá cờ của đối phương. Lão giả béo từ trên không trung hạ xuống, kiểm tra qua một chút thương thế kẻ thua cuộc, sau khi chữa trị qua cho hắn một chút liền sai người khiêng kẻ thất bại xuống trước, rồi mới tuyên bố tiếp tục khiêu chiến. Có lẽ đã nhận được khích lệ từ người thứ nhất, tức thì có hai gã đệ tử gần như đồng thời bước ra, một người trong đó rõ ràng là Tiêu Phong. Hai người sau khi liếc mắt nhìn nhau, động tác của Tiêu Phong chậm hơn nửa nhịp, nên mới có chút không đành lòng lui trở về. Vì vậy sau khi người khiêu chiến chọn xong đối thủ, một trận đấu mới lại bắt đầu. Liễu Minh chỉ nhìn mấy lần, trong lòng thầm thở dài một hơi. Hai người đang tỉ thí trên đài gần như giống hệt trận chiến vừa rồi, cũng chỉ đơn giản là dùng phù khí và thi triển một vài pháp thuật cấp thấp chiến đấu với nhau, chẳng có gì mới mẻ. Lúc này Liễu Minh không lãng phí thời gian xem tiếp, hắn đi ra khỏi đám người, tìm một chỗ vắng người trên ngọn núi ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng nhắm mắt điều tức. Mặc dù hắn không xem tận mắt tình hình trên bệ đá, nhưng tai vẫn nghe được tiếng tung hô ủng hộ từ bên đó truyền đến, song sắc mặt lại không lộ ra chút cảm xúc nào. Bên phía lôi đài, theo thời gian trôi qua, từng đợt khiêu chiến chấm dứt, Tiêu Phong ra tay trận sau đó, rút cuộc cũng may mắn đánh bại đối thủ, chiếm được vị trí thứ 85. Đỗ Hải thì thuận lợi đánh bại một gã khiêu chiến, bảo vệ thứ hạng của mình. Cứ thế qua hai trận tỉ thí, cuối cùng cũng không còn người nào khiêu chiến, đệ tử từ 91 đến 100 xuống đài. Đối lại là 10 đệ tử hạch tâm từ 71 đến 80, lại một đợt khiêu chiến mới bắt đầu. Tuy nhiên đúng lúc này, 10 người đám Đỗ Hải đã trở thành nhóm đi khiêu chiến. Cứ như vậy, tất cả các đợt tỉ thí vẫn luôn duy trì theo hình thức 10 tên cấp thấp khiêu chiến 10 tên cấp cao hơn. Nhưng trải qua 2 ngày tỉ thí kịch liệt, hơn phân nửa đệ tử trong đó đều tự biết thực lực bản thân nên không sử dụng quyền khiêu chiến. Chẳng qua chỉ lên lôi đài lộ mặt ra một chút là đã cảm thấy mỹ mãn, lần nữa đi xuống khỏi bệ đá. Kể từ đó, ngoài trừ một vài trận kịch liệt trong mấy đợt khác nhau, vòng tỉ thí thứ hai quay vòng rất nhanh. Trôi qua nửa ngày đã đến đám đệ tử xếp trong 20 vị trí đầu như Thạch Xuyên, Tư Mã Thiên lên đài rồi. Lúc này Liễu Minh vốn đang dưỡng thần, hai mắt đột nhiên mở ra, đứng dậy đi tới gần bệ đá. Quả nhiên giống như dự đoán của hắn, đợt khiêu chiến giữa nhóm 30 và 20 người đứng đầu diễn ra vô cùng kịch liệt. Hầu như cả 10 người trong nhóm 30 thứ hạng đầu đều bước ra khiêu chiến. Mà Thạch Xuyên ở trong nhóm 20 thứ hạng đầu đã biểu hiện ra thực lực kinh người vượt xa những đối thủ khác. Trong những trận thi đấu này, đã có người thi triển ra thuật lạc thạch tiếp cận cảnh giới đại thành,
từng viên đá cỡ đầu người rơi xuống như mưa. Có người thì triệu hoán ra hai đầu quỷ vật cấp tốt, phối hợp với nhau bức đối thủ lui lại phía sau. Cũng có một vị thể tu thể hiện sức mạnh lớn vô cùng, chỉ một quyền đã đánh cho phù khí phòng ngự của đối phương vỡ tan tành. Trong đó lúc Thạch Xuyên đối mặt với một gã cường địch khiêu chiến, cũng không thể không lần đầu lộ ra một sợi xích màu bạc, biến ảo thành vô số bộ khóa trói chặt đối phương lại, cuối cùng mới giành được chiến thắng. Tư Mã Thiên cũng lần đầu tiên lộ ra một thanh thước ngắn lạnh lẽo đen xì, nó được gã huy động liền điên cuồng phun ra khí đen vô cùng lạnh lẽo. Chỉ trong nháy mắt đã biến gã khiêu chiến biến thành một bức tượng băng màu đen, khiến cho không ít người xem sợ hãi mà kinh hô lên. Tuy nhiên ngoài hai người này, còn có một gã đại hán đầu chọc tên cổ giác đứng thứ 19, cũng làm cho Liễu Minh khá để ý. Người này ngoài một sợi luyện hồn tác thô to lạ thường quấn trên người ra, khí tức trên người gã lại làm cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc không rõ. Mà gã đại hán đầu chọc lúc thi đấu chỉ dựa sợi dây thừng trong tay đã dễ dàng đánh bại đối thủ khiêu chiến, thực lực tỏ ra sâu không lường được. Nhưng điều làm cho hắn chú ý hơn cả chính là thời điểm vị Nguyễn sư thúc kia vừa nhìn thấy gã đại hán đầu chọc lên đài, vẻ mặt dường như lơ đãng lạ thường. Tuy nhiên trong lúc đại hán tỉ thí, từ đầu đến cuối ánh mắt của lão lại không rời đại hán, dường như muốn thấy hết nhất cử nhất động vậy. Liễu Minh thấy vậy hơi khó hiểu, trong lòng cũng mơ hồ đoán ra được một chút. Tuy nhiên mặc dù những trận tỉ thí này kịch liệt như thế, nhưng cũng chỉ có một vài người là thực sự bị đánh bại mà mất đi vị trí. Còn đám người Thạch Xuyên, đại hán đầu chọc vẫn bảo vệ được thứ hạng của mình. Sau trận chiến cuối cùng giữa hai nhóm đệ tử, lão giả béo cũng không lập tức gọi đám người Liễu Minh lên đài, mà tuyên bố trước tiên nghỉ ngơi một canh giờ, sau đó mới trở lại bắt đầu cuộc tranh đoạt 10 thứ hạng đầu. Nhân dịp này, đám người Thạch Xuyên, Tư Mã Thiên nhanh chóng ngồi xuống tại chỗ phục dụng đan dược, tranh thủ thời gian đả tọa điều tức. Mà những đệ tử Man Quỷ Tông khác bắt đầu hưng phấn hẳn lên, sôi nổi bàn tán về cuộc tỉ thí sắp tới. Cũng bình luận xem những người nào sẽ không bị khiêu chiến, những người nào sẽ bị mất đi thứ hạng của mình. Liễu Minh nghe qua thấy không nhắc tới tên mình nhiều lắm, nhưng phần lớn đều là nhận định không tốt, trong lòng không kìm được mà cười lạnh một hồi. Thời gian một canh giờ đã hết, đám người Thạch Xuyên gần như đã khôi phục lại lượng pháp lực trước kia. Sau khi lão giả béo cắm 10 lá cờ đại biểu cho 10 đệ tử hạch tâm đứng đầu, liền tuyên bố 10 người lôi thần lên đài. Đám người Liễu Minh nghe vậy, lập tức không do dự đi lên. Lão giả béo vốn đang tủm tỉm cười, nhưng khi vừa thấy Liễu Minh đứng dưới lá cờ thứ 9, lập tức ngạc nhiên ngây người, nhưng mắt chỉ chớp lên một cái đã khôi phục lại vẻ bình thường. Cao trùng từ một hướng khác bay lên bệ đá, vừa vặn đối mặt với Liễu Minh. Sau khi gã lạnh lùng liếc mắt nhìn Liễu Minh, liền không nói lời nào đi tới đứng thẳng lưng dưới lá cờ của mình. Lôi thần từ một bên bay tới, khi gặp Liễu Minh tức thì cười hắc hắc một tiếng, vẻ mặt cực kỳ kích động. Cuộc chiến tranh đoạt vị trí 10 đại đệ tử hiện giờ bắt đầu. 10 người thắng lợi chính thức trở thành 10 đại đệ tử, sau đó sẽ tiếp tục chiến đấu xếp hạng giữa 10 đại đệ tử. Bây giờ ta tuyên bố, khiêu chiến tự do bắt đầu. Lão giả béo nhanh chóng nói hai câu, tiếp đó thân hình chậm rãi bay ngược lại về một phía bệ đá. Trên lôi đài, tuy ánh mắt tất cả đều lấp lóe nhìn nhau liên tục, nhưng 10 người đám Thạch Xuyên đứng đối diện Liễu Minh, trong lúc nhất thời lại không có ai lập tức bước ra. Tuy nhiên ít nhất có 5-6 ánh mắt trong đó đều liên tục đảo qua trên người Liễu Minh. Mặt Liễu Minh không đổi sắc, nhưng trong lòng lại thở dài một hơi. Hiển nhiên hơn phân nửa đối tượng khiêu chiến của đám người phía đối diện đều tập trung vào hắn. Đây cũng là chuyện rất bình thường, dựa theo biểu hiện của hắn, nếu đem so với những người khác thì có vẻ yếu hơn một chút. Sở dĩ bọn họ vẫn đắn đo chưa đứng ra khiêu chiến, chắc chắn là đang lo lắng hắn còn che giấu thủ đoạn khác hay không mà thôi. Trong khi Liễu Minh đang nghĩ như vậy, một gã ngay cạnh Thạch Xuyên phía đối diện, rút cuộc sau khi do dự một lát, bỗng nhiên tiến lên một bước, lớn tiếng nói, đệ tử Hồ Phi muốn khiêu chiến Bạch Sư Đệ xếp thứ 9, mong Nguyễn Sư Bá đồng ý. Người này cao gầy như một cây gậy trúc vậy, trên người khoác một chiếc cẩm bào phát ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt chớp động không thôi. Sau lưng cong dắt một con dao hình loan nguyệt quái dị vừa dài vừa nhỏ, y vừa mới đứng ra đã gây cho người ta một loại cảm giác âm hiểm như đang đối mặt với rắn độc vậy. Liễu Minh nghe vậy, hai mắt lập tức nheo lại, cẩn thận đánh giá đối phương vài lần. Lão giả béo nghe xong, hờ hững liếc mắt nhìn Liễu Minh một cái, sau đó gật nhẹ đầu cho phép. Liễu Minh thấy vậy, mặt không lộ chút cảm xúc nào đi ra từ dưới lá cờ của mình.
Lúc này, một tay lão giả béo mới bấm niệm pháp quyết, màn hào quang lần nữa hiện ra, bao trọn hai gã chuẩn bị chiến đấu và lôi đài vào trong, sau đó cũng lớn tiếng tuyên bố khiêu chiến bắt đầu. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 100, Kịch chiến 1. Liễu Minh đứng im tại chỗ, nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh tượng chiến đấu vòng trước của đối phương. Lúc đó gã đã thi triển một loại thân pháp quỷ mị lướt nhanh tới, kề thẳng con dao hình thù quái dị lên cổ đối thủ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương chắc chắn rất am hiểu một môn pháp thuật phụ trợ nào đó vô cùng lợi hại. Đệ tử bình thường lúc đối mặt với đối thủ như thế, tuyệt đối không được để cho gã tiếp cận một cách dễ dàng. Liễu Minh dường như không có hành động gì, nhưng trong miệng đã bắt đầu âm thầm niệm chú ngữ, cũng thuận tay tăng thêm cho bản thân thuật khinh thân. Thanh niên cao gầy tên Hồ Phi sau khi nghe lão giả béo tuyên bố khiêu chiến bắt đầu, miệng mỉm cười âm hiểm nhìn sang phía Liễu Minh. Tiếp đó một tay gã bấm niệm pháp quyết, ánh sáng màu xanh nhàn nhạt trên bộ cẩm bảo lập tức sáng rực lên, dần dần che khuất toàn bộ thân hình của hắn vào trong, từ xa nhìn lại trông như một người phát ra ánh sáng màu xanh huyền ảo vậy. Liễu Minh thấy một màn quỷ dị như vậy, trong lòng hơi rùng mình, không hề lưỡng lự giơ hai tay lên. Lập tức tiếng xé gió vang lớn, 6-7 đạo phong nhận hóa thành từng đường sáng màu xanh bay nhanh ra, chỉ sau mấy cái chớp lóe đã tới trước người đối phương. Nhưng Hồ Phi chỉ cười lên một tiếng quái dị, toàn thân đang phát ra ánh sáng màu xanh rực rỡ bỗng nhiên lại mờ đi, mấy đạo phong nhận vậy mà trực tiếp xuyên qua, dường như thân thể gã là vô hình vậy. Một màn này khiến cho tất cả mọi người đang quan sát phía dưới bị dọa cho hoảng sợ, không ít người thất kinh hô lên. Hai hàng lông mày Liễu Minh chỉ hơi nhíu lại, vẻ mặt cũng không lộ ra vẻ quá sợ hãi. Một màn vừa rồi của đối phương nhìn như không thể tưởng tượng nổi, có lẽ có thể đánh lừa một số người có nhãn lực kém, nhưng sao có thể qua được hai mắt hắn. Mấy đạo phong nhận nhìn như xuyên thủng qua thân hình gã, nhưng thật ra gã chỉ nhanh nhẹn tránh được mà thôi. Chỉ là bởi vì động tác quá nhanh nên mới gây ra loại ảo giác này. Nhưng động tác của đối phương nhanh đến mức có thể thong dong tránh được công kích của thuật phong nhận, lại làm cho Liễu Minh có chút đau đầu. Nhưng đúng lúc này, suy một tiếng, Hồ Phi thoáng cái đã rút con dao trên lưng ra, thân hình khẽ lắc một cái, sau đó liền biến ảo ra liên tiếp mấy cái bóng màu xanh lao thẳng đến. Liễu Minh thấy vậy, hầu như không cần suy nghĩ hai tay chà sát vào nhau, sau đó lại giơ lên, phóng ra chừng 10 đạo phong nhận. Hơn nữa sau một khắc, 10 ngón tay hắn chỉ hơi động một chút, thình lình lại có từng đạo phong nhận xuất hiện trong hư không, tiếp tục tạo thành một đường ánh sáng màu xanh bắn đi. Cứ như vậy, chỉ trong tích tắc mà Liễu Minh đã một hơi thả ra hơn 20 đạo phong nhận. Những cái bóng màu xanh phía xa chỉ lắc lư quỷ dị một hồi đã tránh được tất cả các đạo phong nhận. Sau đó gã lại nhoáng lên một cái đã vọt tới cách Liễu Minh chỉ mấy trượng, thân pháp cực nhanh giống như ma quỷ vậy. Trong lòng Liễu Minh thầm giật mình, nhưng cũng không cần suy nghĩ phất tay áo lên, một sợi dây thừng màu đen giống như độc xà bay nhanh ra, cuốn thẳng về phía bóng người màu xanh phía đối diện. Nhưng một tiếng cười lạnh truyền ra từ trong đó, con dao quái dị trong tay run lên, lập tức hóa thành hơn 10 đạo hàn quang lao đến, cắt nát bấy nửa đoạn dây thừng màu đen. Sau đó tay kia lại giơ lên, một chùm gai nhọn màu xanh bắn về phía Liễu Minh. Liễu Minh hừ một tiếng, cánh tay bỗng nhiên nhấc lên, vòng đồng trên cổ tay khẽ rung, một tấm thuẫn bằng ánh sáng màu vàng xuất hiện chắn trước người. Những gai nhọn màu xanh kia đập lên phía trên, lập tức phát ra những tiếng đột đột rơi xuống như mưa rào, đồng thời vỡ vụn ra mà tan biến. Đúng lúc này, cái bóng màu xanh phía đối diện uốn éo, toàn bộ thân thể thoáng cái đã xuất hiện một bên Liễu Minh, ngay cả vẻ dữ tợn trên khuôn mặt cũng có thể thấy rất rõ ràng. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, hai chân hơi di chuyển, lập tức nửa thân dưới như một dòng nước trượt ngược ra phía sau, tay kia đột nhiên vung lên vỗ vào ngực. Bộp một tiếng, ba điểm sáng màu đen vừa hiện ra trước người hắn, một tấm thuẫn khác đen xì đã xuất hiện chắn trước người. Nhưng cái bóng mà Hồ Phi hóa thành lại dường như không thấy, thân hình tiếp tục vọt tới ngay cạnh Liễu Minh không tha. Đồng thời tiếng chú ngữ trong miệng nhanh chóng vang lên, mặt ngoài con dao quái dị trong tay đột nhiên được một tầng ánh sáng màu xanh bao phủ. Sau khi vung lên một lần nữa, liền giống như chìm vào hư không biến mất không thấy bóng dáng. Sau một khắc, trước người Liễu Minh đột nhiên nổi lên những tiếng vù vù, một vùng kiếm ảnh màu xanh bỗng chốc tuôn ra, chi chít chẳng chịt, chém lên tấm thuẫn màu đen. Chỉ trong khoảnh khắc, sau một tiếng giòn vang,
Tam tinh thuẫn đã vỡ vụn thành từng khúc mà rơi xuống. Một đám kiếm ảnh lúc này không còn trở ngại nữa, cùng lúc cuốn tới. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, cánh tay khẽ động, vòng đồng trên cổ tay khẽ nhoáng lên một cái. Lúc này một cái đầu hổ màu vàng hiện ra, cùng lúc đó một cỗ sóng âm trong suốt bắn về phía đối phương. Rất nhiều kiếm ảnh phía đối diện đang lao tới bỗng đình trệ lại giữa không trung. Chỉ một lát trì hoãn này, Liễu Minh vẫn đang trượt ngược về phía sau, hai tay hợp lại, sau đó đột nhiên giang ra hai bên, một đạo phong nhận khổng lồ dài vài thước mơ hồ xuất hiện. Cánh tay hắn chỉ hơi run lên, sau một tiếng nổ lớn, đạo phong nhận kia đã lóe lên mà biến mất. Hồ Phi phía đối diện vừa thấy đạo phong nhận cực lớn hiện ra, trong lòng rùng mình, không chút lưỡng lự, cái bóng màu xanh do gã biến thành bỗng nhiên bắn ngược về phía sau. Đồng thời con dao quái dị trong tay quét ngang về phía trước, lại là một vùng kiếm ảnh màu xanh hiện ra. Nhưng đúng lúc này, phốc một tiếng, đạo phong nhân khổng lồ lóe lên rồi xuất hiện, chém vụn cả vùng kiếm ảnh, sau đó nhoáng lên một cái đã chém về phía bóng người màu xanh. Hồ Phi tuyệt đối không ngờ đạo phong nhận khổng lồ đó lại lợi hại như vậy. Nó phóng tới với tốc độ cực nhanh, gã đang kinh hãi còn muốn tránh đi thì đã chậm mất rồi. Gã chỉ có thể quét ngang con dao quái di ra phía trước, đồng thời tay kia vội vàng bóp nát một tấm phù lục màu vàng trong tay áo. Oanh một tiếng, Hồ Phi chỉ cảm thấy một cỗ kình phong sắc bén thổi phần phật, trong tay nóng lên, con dao quái dị đột nhiên văng ra khỏi tay. Sau đó ngay trước khi đạo phong nhận cực lớn hung hăng chém vào thân thể, một tấm thuẫn bằng đá màu vàng đất đột nhiên xuất hiện, sau một hồi tiếng ma sát ghê người, cả hai đều đồng thời vỡ vụn ra. Hồ Phi thấy vậy, không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh thấm ướt hết lưng áo. Nếu vừa rồi chỉ cần gã kích phát tấm phù lục bảo vệ tính mạng dùng giá cao mới mua được kia chậm nửa nhịp, chỉ e thực sự sẽ bị đạo phong nhận kia chém làm hai khúc. Sự lợi hại của đạo phong nhận khổng lồ quả thật còn vượt xa những lời đồn đoán trước đây. Lúc này, thân hình Liễu Minh cách đó không xa nhoáng lên một cái đã xuất hiện ngay cạnh chỗ con dao quái dị rơi xuống, chân nhấc lên dí chặt phù khí này xuống lôi đài. Hồ Phi thấy vậy sắc mặt xám ngoét, thần thức cố gắng thúc giục con dao động đậy. Nhưng ánh sáng màu xanh chớp động mặt ngoài con dao bỗng nhiên thu vào, toàn bộ đều hóa thành từng điểm linh quang tan vào hư không. Thân hình thanh niên cao gầy thoáng cái đã xuất hiện một lần nữa, ánh sáng trên kiện cẩm bào trên người lúc này cũng ảm đạm vô cùng, mặt mũi gã cũng không kìm được mà ngây dại ra. Nhưng Liễu Minh không vì biểu hiện của gã mà do dự, không nói lời nào tiếp tục bấm niệm pháp quyết, từng đạo phong nhận màu xanh hiện ra phía trước người. Đến khi dừng lại đã đạt đến một số lượng kinh khủng chừng hơn 20 đạo, vẻ dữ tợn trong mắt hắn lóe lên, đang muốn thúc giục chúng lao về phía đối thủ. Không cần đấu nữa, Hồ Mỗ nhận thua. Thanh niên cao gầy vừa thấy cảnh này, rút cuộc mới giật mình tỉnh lại, lập tức quát to một tiếng chủ động nhận thua. Điều này làm cho Liễu Minh và những người khác đang theo dõi ở dưới đài đều giật mình. Nhưng nghĩ kỹ lại thì chuyện này cũng rất bình thường. Lúc trước biểu hiện của Hồ Phi sở dĩ có thể thần bí giống ma quỷ như vậy, hơn phân nửa đều dựa vào năng lực của kiện cẩm bào trên người và con dao quái dị trong tay. Hiện tại trong hai cái, một cái thì uy năng đã hao hết, một cái thì rơi vào tay của Liễu Minh, nếu tiếp tục chiến đấu thì chắc chắn không còn tới nửa phần thắng. Ván này, Bạch Thông Thiên chiến thắng, hơn nữa trận chiến tiếp theo sẽ không bị khiêu chiến. Lão già béo từ không trung hạ xuống, hờ hững phân phó một tiếng. Nhưng khi ánh mắt quét qua người Liễu Minh lại có chứa một chút kinh ngạc. Liễu Minh mỉm cười đáp một tiếng đa tạ, tay áo rung lên, tất cả những đạo phong nhận đang lơ lửng trước người lập tức tán loạn biến mất. Đồng thời nhấc chân lên khỏi con dao quái dị, trở về dưới lá cờ của mình. Vài tên đệ tử bên cạnh Hồ Phi nhìn về phía Liễu Minh, sắc mặt không khỏi hiện lên chút kiêng kỵ. Tuy bọn họ cũng biết thuật phong nhận cảnh giới đại viên mãn không thể coi thường. Nhưng chứng kiến Liễu Minh vận dụng xuất thần nhập hóa như vậy, hầu như chỉ trong nháy mắt đã có thể ngưng tụ ra, vẫn vượt quá sự tưởng tượng. Đương nhiên bọn họ cũng không biết, trong không gian thần bí, ngoại trừ khổ tu các loại pháp thuật, mỗi ngày Liễu Minh còn chia ra một chút thời gian để luyện tập cách vận dụng những pháp thuật này trong thực tế. Cũng tưởng tượng ra đủ loại tình huống lúc đối địch mới có thể làm được việc này một cách cử trọng nhược khinh như thế. Phần lớn đệ tử dưới đài lại càng tỏ ra hưng phấn lạ thường, nhao nhao bàn tán về thuật phong nhận cảnh giới đại viên mãn của Liễu Minh. Thậm chí sau khi còn kể ra vài loại pháp thuật sau khi ngưng kết ra thuật ấn, sẽ đạt đến trình độ lợi hại như thế nào. Dương Càn, ngươi lần trước thi đấu cũng tu luyện thuật hỏa đạn đến cảnh giới đại viên mãn,
đồng thời ngưng kết ra thuật ấn, nhưng tốc độ phóng xuất ra hỏa đạn dường như còn xa mới bằng tiểu tử kia. Dương Càn vốn đang ngồi xếp bằng dưới lá cờ đánh số 1, bên tai bỗng nghe thấy giọng nói của một người. Gương mặt ẩn sau lớp mặt nạ của hắn hơi động một chút, khẽ nghiêng đầu, lập tức nhìn thấy một thanh niên dáng người gầy đét đang ngồi dưới lá cờ đánh số 2. Thản nhiên trả lời một câu, thuật hỏa đạn và thuật phong nhận vốn là hai loại pháp thuật khác nhau, hướng phát triển sau khi ngưng kết ra thuật ấn cũng khác nhau rất lớn. Tốc độ phóng xuất của thuật hỏa đạn không bằng thuật phong nhận đại viên mãn có gì là kỳ quái. Trái lại ngươi bí thuật, ngươi tu luyện tuy nổi tiếng về phòng ngự, nhưng có thể ngăn cản loại phong nhận cực lớn kia của Bạch sư đệ hay không vẫn còn khó nói. Hừ, ngươi cứ yên tâm, cho dù uy lực phong nhận của Bạch sư đệ có mạnh gấp bội, cũng không thể phá vỡ được phòng ngự của ta. Phong Thiền cười lạnh nói, sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Liễu Minh. Chuyện hai gã đối đáp tất nhiên là Liễu Minh không hề hay biết, lúc này vẫn đang ngồi yên tại chỗ thổ nạp điều tức. Trên bệ đá, Hồ Phi cũng đã nhặt lên con dao quái dị kia, mặt không lộ ra chút cảm xúc nào đi về vị trí của mình. Gần như cùng một lúc, sắc mặt Tư Mã Thiên sau vài lần biến hóa, bỗng nhiên đứng dậy từ dưới lá cờ của mình bước lên lôi đài. Ánh mắt đảo qua một lượt rồi nói, nếu lôi sư đệ không chê, có thể xuống luận bàn một chút. Tư Ma Thiên vậy mà lại chọn mục tiêu khiêu chiến là lôi thần, kẻ có cửu linh lôi mạch kia. Lôi thần nghe được lời ấy, cười hắc hắc một tiếng, không nói lời nào từ dưới lá cờ nhảy lên lôi đài. Lão giả béo thấy vậy, gật gật đầu, sau khi tuyên bố khiêu chiến bắt đầu. Liền nhoáng lên một cái đã xuất hiện bên ngoài màn hào quang. Cùng lúc đó, hai tay lôi thần cũng đã bấm niệm pháp quyết, trên người phát ra từng hồi nổ vang. Sau đó từng đạo lôi điện màu bạc lượn lờ xuất hiện, trông như những con rắn màu bạc chợt ẩn chợt hiện quấn quanh thân hình hắn. Tư Mã Thiên thấy thế, thần sắc ngưng trọng, tay áo run lên, trong tay lập tức xuất hiện thêm một thanh thước ngắn màu đen lấp lóe, đi từng bước chậm rãi tiến về phía lôi thần. Các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.